Thầy Nguyễn Công Chính xin gửi lời chào thân ái đến với tất cả các bạn học sinh yêu quý của thầy trên toàn quốc. Các bạn và các em thân mến, hôm nay lại một buổi tối nữa đã đến với thầy trò chúng ta rồi. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục, đó là chúng ta sẽ tổng ôn về công thức lượng giác đặc biệt dành cho các bạn học sinh từ lớp 10 chuẩn bị lên lớp 11 các em nhé. Đó, và hôm nay chúng ta đến với phần thứ hai. Các bạn và các em thân mến, trong phần trước, tức là phần 1 đấy, thì chúng ta đã cùng thầy học các cái công thức lượng giác cơ bản rồi, đúng không? Chúng ta có bảng hàng đẳng thức lượng giác cơ bản này. Đó, rồi chúng ta có bảng các cái giá trị lượng giác của các cung đặc biệt này. Đúng không? Chúng ta đã học xong công thức cộng cung rồi. Đó, thầy đã nhắc lại rất cẩn thận cùng với các cái ví dụ minh họa dễ hiểu. Đó, thế thì hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ đến nốt với các cái công thức còn lại. Và chú ý cái phần ngày hôm nay thầy nhắc lại là cái phần có thể nói là tương đối khó đấy nhá. Đúng không? Đó, hôm nay chúng ta sẽ được nhắc lại về công thức nhân đôi, công thức hạ bậc, công thức tích thành tổng và công thức tổng thành tích. Có thể nói là cái bảng công thức này dùng rất là nhiều về sau các em lên lớp 11 ấy. Đó, ngay từ đầu năm các em phải nắm được cái này ngay. Và tất nhiên rồi, không phải ai cũng nhớ được công thức lượng giác dễ dàng đâu, nếu như không có cái phương pháp học hiệu quả. Đó, không có các cái cách nhớ giống như thầy đã hướng dẫn ấy, thì tất nhiên các em khó lòng để mà có thể xơi được cái món lượng giác này, giống như thầy cũng đã nói rồi, đúng không? Đó, thế thì để cho các em có một cái nền tảng, có một cái gì đó mà nó được vững vàng tốt nhất vào đầu năm học, đó thầy sẽ dành thời gian, đó chúng ta sẽ liên tục được tổng ôn như thế này. Các em nhớ chưa? Đó, liên tục được tổng ôn, các em nhớ theo dõi bài giảng, chia sẻ về cho các bạn và lưu lại để cho chúng ta có thể xem lại, để cho về sau là đầu năm học chúng ta được là suôn sẻ nhất. Ok không? Ok chứ? Đó, ok. Rồi, bài giảng của thầy đang được phát trực tiếp trên fanpage của tuyển sinh247.com, phát trên Facebook Công Chính, tức là thầy Chính Đức Phúc, đồng thời cũng đang được phát trên YouTube của tuyển sinh247. Vậy nên các em có thể theo dõi trên tất cả các kênh, được không nhỉ? Rồi, và các bạn và các em thân mến, tất nhiên với bài giảng của thầy, đặc biệt là những bài live stream, vậy nên là chúng ta hãy thật sự là thoải mái và thư giãn vào trong những đầu bài học để cho chúng ta có một cái tâm lý thật là thoải mái. Tại vì về sau cái mớ này lằng nhằng lắm, yên tâm, thầy sẽ dạy các em chỗ này rất là cẩn thận, từ từ, nên các em cứ bình tĩnh mà học. Thế nên vào đầu buổi học, giống như các bài trước, thầy sẽ tặng các em một bài hát nhé. Đó, được không? Rồi, thầy sẽ tặng các em một bài hát nhé. Rồi, các bạn lớp 10 lên 11 là rất là sướng đấy nhá. Đó, đúng không? Rồi, hôm nay thầy sẽ gửi tặng cho chúng ta một bài. Các bạn thích nghe bài gì? Đó, thích nghe bài gì? Rồi, thầy chào tất cả các bạn đang theo dõi bài giảng của thầy, được không nhỉ? Đó, chúng ta nhớ chia sẻ ngay bài giảng về giúp thầy nhé. Đó, tại vì cái phần tổng ôn này thầy cũng chỉ hướng dẫn một vài bài quan trọng thôi, nhắc lại những cái gì cần thiết nhất để trước khi lên lớp 11 thôi, nhớ chưa? Đó, sau cái phần này một cái xong là về sau thầy sẽ dạy các em luôn cái phần hàm số và phương trình lượng giác lớp 11. Đó, những cái tiết sau thì bắt đầu thầy trò chúng ta vào chương trình mới. Bởi vậy là các em nhớ phải thật sự theo dõi bài giảng của thầy. Các em nhớ chưa? Đó, đừng bỏ lỡ bài. Không là về sau thầy không đùa đâu. Về sau kiểu gì mà chỉ cần qua vài buổi đầu không theo kịp cái với do mất gốc nhanh lắm. Gì chứ, lượng giác với hình không gian của lớp 11 là cái khó học và có thể nói là dễ mất gốc nhất. Có phải anh chị đi trước mà xem, được chưa? Không ai dọa chỗ này đâu, nhớ chưa? Vậy nên là đừng có lười học từ đầu năm, thầy dặn trước các bạn, đặc biệt là các bạn 205 nhá, nhớ đấy. Rồi, ok, rồi. Bây giờ thì mình tắt bạn bè vào đi. Hôm nay thầy sẽ gửi tặng cho mình một bài hát nhé. Để xem ở bên Facebook của thầy xem nào, xem các bạn đầu cầu bên này xem các bạn thích nghe bài gì, các bạn comment thoải mái. Sau hôm nay thầy sẽ hát tặng cho nghe nhé, được không? Rồi. Tăng tăng tăng. Rồi, thầy sẽ tặng cho chúng ta một bài nhé. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe bài, đó là bài Lệ Duyên Tình. Ở đó, được không? Lệ Duyên Tình luôn. Xong, bắt đầu. Rồi, thầy theo nguyện vọng của rất nhiều bạn đây, đúng không? Đó, rất nhiều bạn đang chờ đây. Đó, cho anh nhìn được chưa? Thấy không? Đó. Rồi, bắt đầu vào nhé. Let go luôn. Được chưa?
Rồi đợi thầy một chút nhé, thầy bật beat hay chưa? À không, đây mình hát cùng ca sĩ luôn, không cần phải beat. Mình sẽ hát cùng ca sĩ luôn, đợi thầy một chút. Lệ Duyên Tình, cái này là của KCM với Long Nón Lá, đúng không nhỉ? Đó, bài khá là hay. Em thích bản Lofi hay là bản ADM? Được chưa? Thôi, mình thích những cái bản Lofi tình cảm hơn, được không nhỉ? Để chúng ta nghe bản này nhé, được không? Rồi, ok. Mình sẽ hát cùng ca sĩ luôn, được chưa? Cùng ca sĩ, để thầy chốt nhé, để bật bài hát. Rồi, bắt đầu. Ok, chúng ta nghe được chưa? Bài này thì cũng khá là hay đấy, thầy cũng rất là thích. Vẫn trông những cánh hồng phai rụng rơi sơ xa khang, ai vẫn mong những cánh cỏ bay về nơi bình yên. Về đâu em tôi khi mới đôi mươi, ly ta chưa nói gì. Về đâu tôi ơi thân xác hao gầy, đợi em đi còn đâu lý trí. Trần gian đâu dễ kiếm được chân ai, chỉ toàn muôn phiền ngang trái. Phần nghèo nên đâu trách người ra đi, dù ngồng nâng chén ly đi. Người về nơi ấy chẳng hối anh, lệ tràn nơi tim đau thương. Còn vọng nơi tâm trí lại ơn ơi, trọn đời sao quên tình phai. Từng trải một đời ta cô quạnh, ngàn dặm trường trên người bạn vô tâm. Duyên tình đấu cho tàn vào thiên thai, mộng đời phong hương hoa mi một con điên ai. Thành mai chúc mãi giờ không dành cho đôi ta, đành gửi phần này phiêu bạc nhưng trôi xa. Không gian chi kỷ có mấy ai được trăm năm, ý trời đã định như là vẫn không cam tâm. Thương em cô gái chân quê, nay đã sang đò để bên mái mong. Thương em thương mối lương duyên, xa cơ lỡ hẹn tình ơi con khóc. Về đâu em tôi khi mới đôi mươi, ngày biệt ly ta chưa nói gì. Về đâu tôi ơi thân xác hao gầy, từ khi em đi còn đâu lý trí. Trần gian đâu dễ kiếm được chân ai, chỉ toàn muôn phiền ngang trái. Phận nghèo nên đâu trách người già đi, dù nồng nâng chén ly đi. Người về nơi ấy chẳng hối hận, lệ tràn nơi tim đau thương. Còn vọng nơi tâm trí lại ơn nơi, trong đời sao quên tình phai. Thong thả bay lên nơi xa vời, bình yên thấy không chân trời. Có anh hay người bên ai trong dáng ai về, liệu có thể mình còn có thể. Trần gian đâu dễ kiếm được chân ai, chỉ toàn muôn phiền ngang trái. Phận nghèo nên đâu trách người ra đi, rượu nồng nâng chén ly đi. Người về nơi ấy chẳng hối em, để tràn nơi tim đau thắm. Còn vọng nơi tâm trí lại ơn ai, chọn đời sao quên tình phai. Em xa lìa ta mãi xa. Ngày tháng ta quạnh hiu ôm niềm đau xót xa.
nay cũng đã xưa, giờ cũng đã vỡ. Tôi nguyện cơm cứ mãi vàng vòng hồi lưu phố. Rồi, thầy xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Vừa rồi đấy chính là bài hát Lệ Duyên Tình đấy. Hát xong bài này xong là cũng thấy tự nhiên thấy dạt dào cảm xúc, nhưng mà cũng hơi tắc thở. Rồi. Sao có tiếng chưa? Ok. Sao không có tiếng nhỉ? Sao có tiếng chưa? Rồi. Đây đây vẫn có tiếng bình thường mà, đúng không? Rồi vẫn có tiếng mà, đúng không? Được chưa? Chúng ta mở to lên nhé, bật mắt volume lên cho cả nhà cùng nghe nhé. Nghe được chưa? Vẫn bị mất tiếng. 1, 2, 3, 4. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Được chưa? Bật mắt volume đi nhé. Được chưa? Được chưa? Được. Rồi, các bạn và các em thân mến, bây giờ chúng ta ghi bảng công thức cho thầy nhé. Nào, đầu tiên, ta có công thức nhân đôi. Rồi, ok. Được chưa? Rồi, công thức nhân đôi nhé. Công thức nhân đôi của các em chính là cái công thức sin cos và tan của cái góc 2 alpha ấy, gọi công thức nhân đôi. Nhớ công thức không? Nào, ta có gì nhỉ? Được chưa? Nghe được không? Rồi, chúng ta có sin 2 alpha. Đúng không nhỉ? Sin 2a được, cái sin 2 alpha được. Sin 2 alpha này, 2a đi. Cos 2a này. Và tan 2a, cái này nhớ không? Đó. Rồi, thì chúng ta có công thức như sau. Sin 2 alpha tức là sin 2a của em ấy thì thực ra thì nó cũng chỉ là sin của a cộng a ấy mà. Đúng không? Thì các em dùng công thức hôm qua chúng ta đã học ấy, trong bài trước là sin là sin cos, cosin rõ ràng đúng không? Cái này đưa về sin tổng. Là bằng 2 sin cos. Thế còn
dụng cho cái cốt trừ đi bình sin, tức là cốt bình A trừ sin bình A, được không? Đó, áp dụng cho cái bảng trước ấy. Và cái này còn một vài cách biến đổi khác nữa. Nếu các em viết sin bình thành 1 trừ cốt bình thì các em sẽ có 2 cốt bình trừ 1. Hoặc nếu các em viết sin bình, được không? Hoặc là, quên, em viết cốt bình thành 1 trừ sin bình thì chúng ta sẽ có 1 trừ 2 sin bình. Đấy, đây là nguồn gốc của công thức này. Hiểu không? Thế nên là cứ nhớ cái bảng 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 cộng cung hôm trước ấy, áp dụng cho hai góc giống nhau là ra cái này hết. Rồi từ cái này phân tích tiếp vui lắm. Đấy, thì nó lại còn ra. Đây, cốt bình trừ sin bình, 2 cốt bình trừ 1 hoặc là 1 trừ 2 sin bình. Cái cốt 2a này về sau các em phải để ý nhé. Có trường hợp thì người ta dùng cái này nhưng cũng có trường hợp người ta dùng cái khác ấy. Đấy, nó có thể đưa về cả hai người sin cốt hoặc đưa về một cốt hoặc một sin thôi được. Lưu ý chỗ này nhé, chỗ này buồn cười lắm. Thấy chưa? Ngoài ra này, thầy bảo này, thầy còn một cái hướng đi nữa mà các em cũng cần lưu ý thêm, đó là từ cái hướng này này. Nó còn một cái hướng rất hay nữa, đó là hướng hàng đẳng thức. Nếu các em để ý đây giống hàng đẳng thức số 3, hiệu hay bình phương, thì có những bài người ta còn biến đổi thành đó là cốt cộng sin nhân cốt trừ sin. Các cái hướng đi này các em nên ghi lại vào vở cho chắc, được chưa? Tại vì về sau có những lúc người ta lại dùng hướng này. Nhiều bạn bảo ôi cái hướng này chui đâu ra nhỉ, ra sách giáo khoa không có. Thế mình vì tự nghĩ ra, đấy nói hay thế đấy. Không phải cái gì sách giáo khoa cứ không không ghi là mình không biết đâu. Mình phải tự ấy nó ra. Cái này nhớ chưa? Đó lại thế. Hiểu không? Tức là có nhiều hướng biến đổi rất linh hoạt. Đây là hướng này theo kiểu hàng đẳng thức. Thế còn tang 2A, tang 2A cố mà nhớ nhá. Thực ra thì em lấy sin chia cốt thì cũng được thôi. Đúng không? Em lấy sin 2A chia cốt 2A được. Hoặc là em có thể nhớ đổi từ tang 2A về tang A thì chúng ta có 2 tang trên 1 trừ tang bình. Em xem đúng chưa? Đây, đây là đổi từ tang 2A về tang A. Cẩn thận đi mở cái quyển sách ra cho thầy. Nhưng mà thôi, thực ra là mở ra thêm cho nó vui mà. Đây này. Em có thể mở sách ra, sách giáo khoa của mình ra cho nó cẩn thận. Được chưa? Thì cũng thế thôi, chả có gì đâu. Đây, 2 tang trên 1 trừ tang bình, đúng rồi. Đấy, cái này nhớ chưa? Xong nhá. Rồi, đấy, cái này bạn nào nhớ được thì cố gắng mà nhớ vào. Ngoài ra, chúng ta sang đến cái công thức nào, nhân 3. Ok. Sin 2A đôi lần sin cốt. Cốt 2A là bình cốt trừ bình sin, đúng không nhỉ? Đó. Cái tang này thực ra nó dễ thôi. Thực ra thì tang tổng ta lấy tổng tang chia 1 trừ với tích tang dễ òm. Như vậy, trong trường hợp này tang A cộng tang A thì nó là 2 tang A ấy mà. Ở dưới chia 1 trừ tích tang thì tức là 1 trừ tang bình ấy. Cái này nó chui ra từ cái bảng hôm trước ấy mà. Chả có gì mới khó đâu. Đó, các em hiểu đơn giản vậy thôi. Được chưa? Đúng không? Bây giờ sang công thức nhân 3 nhá. Cái này nói thêm. Nói thêm, học được thêm càng tốt. Cái này chỉ có sách nâng cao có thôi. Ngày xưa các thầy cô học đầy đủ lắm. Còn bây giờ thì các em toàn bỏ bớt mới giảm tải. Nhưng mà đến lúc mà gặp một số cái công thức khó thì bắt đầu nhăn nhó. Thì xin cái chỗ này thầy đọc thơ cho mà nghe này. Về sau để mà dễ nhớ này. Cái gốc nhân 3 này có ai biết không? Thầy sẽ biết mỗi công thức nhân đôi đúng không? Với nhân 3 không biết đâu. Chắc gì. Bây giờ thầy dạy cái công thức nhân 3 cho nghe nhé. Nhân 3 một góc bất kỳ. Sin thì 3, 4, cốt thì 4, 3. Nghe kỹ chưa? Cái này có thơ đấy. Nhân 3 một góc bất kỳ, sin thì 3, 4, cốt thì 4, 3. Đây, chỗ này, sin thì mình viết toàn sin vào đây, cốt thì mình viết toàn cốt vào đây. Vui không? Đấy, vui nhá. Bạn nào thuộc rồi thì nhớ cứ để yên các bạn khác học nhá. Các bạn khác đang chơi với không hiểu gì đâu. Đọc theo cách của thầy cho nó dễ nhớ. Nhớ chưa? Nhân 3 một góc bất kỳ, sin thì 3, 4, cốt thì 4, 3. Dấu trừ ở giữa đôi ta. Dấu trừ ở giữa đôi ta. Lập phương ở 4, thế là thuộc luôn. Lập phương ở 4, thế là thuộc luôn. Nào hiểu được không? Hiểu rồi nhá. Bây giờ điền A vào đây, tôi toàn A thôi, đơn giản lắm. A hay alpha đều được. Nào ok chưa? Cần đọc lại không? Đấy. Đấy là kinh nghiệm tại sao mà đi dạy mấy chục năm rồi mà thầy không bao giờ phải mang theo sách giáo khoa. Được chưa? Thầy cũng không mà cũng không bao giờ mấy khi sai cả. À đấy, hiểu chưa? Vui không? Hiểu chưa? Đọc lại nè. Cái này nghe nè. Sin 2A đôi lần sin cốt. Được chưa? Chúng ta gặp nhau có đôi lần này, được chưa? Cốt 2A là bình cốt trừ bình sin này. Còn ba cái này thì tự bịa nó ra, ba cái này thì cách nhớ thì đã dạy cho rồi, đấy tự bịa nó ra, được chưa? Đây.
Tang thì tử có hai tang, chia một trừ với bình tang dễ òm. Đấy, rồi ôi, đơn giản quá. Được chưa? Công thức nhân 3 này. Nhân 3 một góc bất kỳ, sin thì 3, 4, cốt thì 4, 3. Dấu trừ ở giữa đôi ta, lập phương ở 4, thế là ok. Được chưa? Đơn giản không? Đố mà biết được ở đâu mà học giống như thầy. Làm gì có, đúng không? Nhìn đã biết rồi. Không học của thầy làm sao biết được? Được chưa? Khó lắm, được chưa? Không phải bạn nào biết đâu, ít lắm, được chưa? Rồi nha, thế rồi, ok. Thế là công thức nhân 3. Có cái tang thì tự viết nhá. Cái tang này bạn nào thích nhớ thêm thì nhớ. Thực ra cái tang này thầy chả cần đâu. Bạn nào biết được thêm cái tang lập phương thì về nhà có thể tìm hiểu thêm. Thích thì thầy cho thêm. Được chưa? Cái tang này thì thầy chả cần lắm. Bạn nào thích thì thầy cho. Nhưng mà cái công thức nhân 3 thầy chỉ cần em nhớ được cái ấy này thôi, được rồi, cái sin cốt này thôi. Còn thích á, thì thầy cho thêm cái tang này. Được chưa? Nó cũng không khó lắm đâu. Các em áp dụng tương tự thì chúng ta sẽ có công thức tang như thế này. Thôi, thầy cứ viết thêm cho nó. Cũng chả mất công mấy. Cứ viết vào cho đầy đủ. Đây. Bạn nào thích thì mình thêm tang 3A vào. Cái này em lằng nhằng này. 3 tang trừ tang lập. 3 tang này trừ đi tang lập phương này. Được chưa? Đấy. 3 tang trừ tang lập trên 1 trừ 3 tang bình này. Đấy. Thích thì ghi vào cho vui, đúng không? 3 tang trừ tang lập chia 1 trừ 3 tang bình. Ai thích cô tang 3A không? Thích thì ghi vào cho vui. Đây. Bây giờ đảo hết cả cái tang này đi. Đảo hết cái tang này thành, bây giờ đổi thành cô tang thì chúng ta lại có cô tang mũ 3. Đây. Trừ 3 cô tang chia cho 3 lần cô tang bình trừ 1. Thầy nói thật với em là thầy cũng chỉ dùng hai cái này nhiều thôi. Còn hai cái này thầy cũng không thấy mấy khi dùng đâu. Bạn nào thích làm những cái bài mà nhỡ nó có ấy, chẳng hạn nâng cao ấy, thì em cứ ghi là bonus thêm cho vui. Đấy. Bonus thêm cho vui. Được chưa? Bonus thêm cho vui. Đó, như vậy là xong. Cái này thì sách giáo khoa họ chả dạy đâu, nhưng mà mình có thể tự chứng minh ra được. Được không? Mình có thể tự chứng minh ra được. Thế là xong. Rồi, coi như các công thức này là tự có nghĩa rồi nhá. Xong. Đấy là mình viết thêm. Bây giờ các em cùng chuyển sang mục tiếp theo. Các em sang đây cho thầy. Cái này à, bạn nào nghĩ được thêm cách đọc thơ nữa thì bảo thầy. Rồi, được chưa? Nhiều cái không có thơ đâu. Không dùng mấy mà, thế nên là mình không cần thơ mấy bài này. Bây giờ ta sang hạ bậc luôn nhá. Ghi cái này hạ bậc luôn đi. Trong này là kèm theo hạ bậc luôn. Hạ bậc. Các bạn và các em thân mến, hạ bậc thì nó cũng suy ra từ công thức nhân đôi nhân 3 ấy mà, chả có gì đâu. 3 nhỏ. Công thức hạ bậc. Thực ra nó rất là dễ, các em hiểu đơn giản thế này đi. Từ cái công thức, các bạn nhìn vào cái công thức của cái cốt 2i này. Các bạn rút hộ thầy cái cốt bình và sin bình ra ấy mà gọi là hạ bậc ấy, chả có gì. Như vậy, rút hộ thầy cốt bình ra. Nếu mà các em nhìn vào công thức cốt 2i, em rút cốt bình ra thì nó sẽ bằng 1 cộng cốt 2A chia 2. Thế còn rút được sin bình ra, 1 trừ cốt 2A chia 2. Thế còn tang bình thì sao? Tang bình thì lấy hai cái này chia cho nhau, sin bình chia cốt bình đi. 1 trừ cốt 2A, sin bình chia cốt bình chia 1 cộng cốt 2A. Xong. Rồi, đây là công thức hạ bậc. Hạ từ bậc 2 xuống bậc nhất này, người ta gọi là hạ bậc. Cái này nó đẻ ra từ công thức nhân đôi nhé. Bây giờ bạn nào rút được hộ thầy cái sin mũ 3 ra kìa. Tương tự nhá, bạn có thể rút được hộ thầy cái sin mũ 3 ra nhá, cốt mũ 3 kìa. Rút được không? Rút ra. Có biết rút không? Lớn rồi không biết rút. Biết rút không? Đó. Rút ra. Thế bây giờ các em lại nhìn được cái chỗ nhân 3 thầy vừa cho nhá. Em rút hộ thầy cái cốt mũ 3 ra. Và cái sin mũ 3 ra. Đó, thế là xong. Thế là hết đi mà. Cái này thầy tiếp tục là bonus thêm cho vui. Được chưa? Cho đầy đủ. Cho đầy đủ. Rồi, nếu mà các em nhìn vào cái công thức nhân 3 kia, các em dễ dàng rút được sin mũ 3 ra đấy. Được không? Nó có 3 sin. À đâu nhầm. Đây. 3 sin. Nhìn vào kia nhá. Chuyển từ cái kia sang như vậy là 3 sin trừ sin 3. 3 sin trừ sin 3, tất cả chia mấy? Chia 4. Đấy là sin nhá.
Thế còn cái cốt? Cái cốt thì em sẽ có cốt 3, đúng không? À, cộng 3 cốt. Khiếp khó thế, được chưa? Tất cả chia mấy? Chia 4. Được chưa? Đấy, thôi cái này chỉ cần nhớ sin cốt thôi, tan khó lắm. Rồi tan mà rút ra được, đau đầu lắm. Chỗ này bonus thêm cho vui. Thế biết chỗ nào công thức chính, chỗ nào công thức bonus chưa? Nhớ thêm nhá. Được chưa? Cho nó đầy đủ. Đấy, các em thử nhìn lại vào các công thức của mình đã có rồi chép vào một cái bảng nào đó cho nó chuẩn đi. Được chưa? Được chưa? Chuẩn rồi, không để sai được. Chỗ này phải đúng, không để nhỡ mai kia nhầm chết. Được chưa? Không để sai được. 3 sin trừ... Ôi, oh my god. Chỗ này như... À, cái mũ 3, quên, sin 3, chỗ này là 3. Oh so sorry, chỗ này là 3, quên, nhầm. Được chưa? Rồi, sin... Chỗ này thì có một cái dấu hiệu thầy muốn các em nhớ được, đó là sin là có dấu trừ. Sin trừ này, cốt là cộng này. Thế không? Chỗ này sin nó cũng trừ này. 3 sin trừ sin 3 này. Đây là cốt 3 cộng 3 cốt này. Sin trừ cốt cộng, đúng rồi, có dấu cộng, không để sai được. Rồi 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 rồi, ok ok ok. Rồi, tạm thời như thế đi. Đó. Thầy bảo này, thực ra là nó còn có một cách nhớ khác nữa đấy. Nếu ai mà để ý cái công thức nhân 3 này. Cái công thức nhân 3 thực ra có một cái cách nữa, đó là thầy nhớ là trên mạng họ dạy là cái gì nhỉ? Cái 3 sin trừ 4 sin thì phải. 3 sin trừ 4 sin. 4 cổ trừ 3 cô. Cái gì 4 cỗ trừ 3 cô cái gì ấy. Được chưa? Nhưng mà hiểu không? Viết theo kiểu văn vần ấy. Xem có đúng như thế không? Thế nói thế cho vui. Rồi, rồi các em chốt công thức vào đi. Được chưa? Chốt công thức vào đi. Rồi, phần này coi như là xong này. Bây giờ xóa. Ta làm bài tập một chút về cái phần này một tí nhỉ, cho nó nhớ nhỉ. Xóa được rồi nhá. Chưa? Cái nhân 3 bạn nào nhớ được thêm nhớ thôi, thì không bắt đâu, rồi nhớ nhiều đau đầu lắm. Chưa? Về sau lúc nào cần thiết thì lại mở ra thôi. Còn thầy cũng không thấy cái gì ở ngoài sách giáo khoa cơ bản của em thì người ta không hỏi mấy đâu. Bạn nào thì thích điểm cao thôi thì cứ cố gắng mà nhớ thêm nếu thầy cô cho nâng cao. Chứ nhớ nhiều đấy, đau đầu đấy. Nhưng mà cái biết cách nhớ nguồn gốc công thức đấy là ổn rồi. Hiểu không? Nhớ cái nguồn gốc công thức thôi là ổn rồi. Bây giờ các em sẽ cùng làm một số cái bài tập đơn giản như thế này thôi. Không cần phải làm nhiều bài khó quá, khó đau đầu lắm. Nào, bài 1 đi. Là một số cái bài tập tiêu biểu thôi. Nào bây giờ người ta cho mình sin alpha, sin alpha đi. Cái này hôm qua vừa học xong này. Bằng 1/3, biết alpha nằm trong góc phần tư thứ nhất ấy, tức là từ 0 cho đến pi chia 2. Câu hỏi tính. Tính cos alpha được không? Sin alpha tức là công thức góc nhân đôi hết đấy. Thường đi thi nếu mà các em hỏi chính thì người ta hay hỏi là công thức góc nhân đôi thôi. Được chưa? Ở đây mình có thể bonus thêm, thích tính thêm công thức góc nhân 3. Tính một cái đại diện đấy cho vui. Không khó lắm, được chưa? Còn các cái khác tự làm được, đúng không? Còn cái gì nữa không nhỉ? Đó. Xong, thôi tính là đại diện thế thôi, tính nhiều đâu đâu lắm. Rồi, bây giờ các em đem máy tính các thứ cẩn thận ra đây tính cho thầy. Nào, đem máy tính các thứ cẩn thận ra đây cho thầy, được chưa? Rồi có lúc là thầy nhờ đến cái việc các em bấm đấy, được chưa? Ta suy nghĩ một chút đi, suy nghĩ một chút đi, cái này không khó đâu. Cái này là căn bản này, phải làm được này. Không khó khăn gì đâu. Suy nghĩ một chút đi. Nào, được chưa? Chúng ta bắt đầu làm bài nhé. Bây giờ bài toán dĩ nhiên là người ta sẽ cho một cái đại lượng nào đó rồi, một cái giá trị lượng giác nào đó của alpha, thí dụ như sin cos tan cotang, một trong bốn cái. Kiểu gì các em chả phải tính được đầy đủ hết, đúng không? Thế bây giờ ta có như sau, giải. Giải nha. Nào, bắt đầu giải nhé. Giờ các em đọc đáp số đi. Nhìn này. Nào, bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ có như sau. Từ cái sin này này. Để chúng ta ghi dấu cộng thứ nhất. Do nhá, alpha của em là góc phần tư 1 la mã đúng không? Từ 0
cho đến alpha rồi đến pi chia 2. Đây là góc phần tư một la mã theo dấu hiệu hôm qua thầy có rẽ nhất cả nhì sin tam tang tứ cốt. Góc phần tư một la mã này thì tất cả sin cốt tang cô tang đều dương quá hết đúng không? Dương quá. Như vậy chắc chắn là cái cốt alpha của em này là dương quá rồi. Cái nhớ chưa? Học rồi. Từ đó ta có thể lấy luôn cốt alpha bằng căn bậc 2 của 1 trừ sin bình ý gì? Đúng không? Để học rồi. 1 trừ đi 1 phần 9 đúng không? Như vậy là căn bậc 2 của 9 trừ 1 là 8 phần 9 khai căn ra thì chúng ta sẽ có 2 căn 2 chia 3. Và tiếp tục chúng ta sẽ tính được ngay đó là có cần tính tang căn 2 alpha không nhỉ? Có chỗ này có nhiều cách tính hay lắm. Thôi chả nhất thiết phải tính tang đâu. Và nó thích tính thì tính thôi. Từ đây chúng ta tính được luôn sin 2 alpha luôn. Sin 2 alpha tính trước nhá, tính theo trình tự luôn. Sin alpha 2 lần sin cos nhá. Có công thức không ghi lại đâu nhá, nói luôn trong đầu đấy, chỗ này viết lại mỏi tay lắm. Rồi, như vậy 2 sin cos thì chúng ta sẽ có 2 nè nhân 1/3 nè nhân 2 căn 2 trên 3 nè. Thì nhân lại các em có 2 2 là 4. Rồi. 4 4 căn 2 trên 9. Đúng không? Đó, phải không? 4 2 trên 9. Tiếp tục nè. Mọi người xem đúng chưa? Được chưa? Rồi ok, rất nhiều bạn trả lời đúng rồi đấy. Chúc mừng nhá. Được chưa? Rồi bây giờ cốt alpha nha. Cốt alpha rồi, nhiều cách tính hay lắm. Đơn giản lắm. Em dùng cốt bình trừ sin bình hay hai cốt bình trừ một một trên sin bình đều ok hết. Rồi, hay lắm. Được chưa? Mình thích thì mình dùng cả ba cách. Đây, mình thích thì mình dùng cả ba cách này, kiểu gì nó ra hết. Em cứ xem mà xem. Đây này. Cốt bình trừ sin bình nhá. Đây cốt bình trừ sin bình xem nào. Đây, bây giờ cái này bình lên là ra 8/9. Trừ đi sin bình hay là 1/9. Thế là ra là 7/9, thế là xong. Hoặc là hai cốt bình trừ 1 nhá. Hai cốt bình trừ 1. Được chưa? Được không? Hai cốt bình được không? Hai cốt bình trừ 1 như vậy là bình lên là 2 nhân 8/9 đúng không? Đúng không? Trừ đi 1, các em xem có ra 7/9 không? Đúng không? Hai cốt bình trừ 1. Đấy, như vậy là 2 nhân 8/9 trừ 1. Thế thì đây này, 8 2 là 16 này. Đấy, 16/9 trừ đi 1 thì cũng 7/9 thôi. Rồi ok cả. Nhiều sông nó đổ ra biển đi. Hoặc là 1 trừ 2 sin bình. Tức là 1 trừ đi 2 nhân với 1/9. Ôi, như vậy là được chưa? 1 trừ 2 sin bình đều ok hết. Như vậy là 1 trừ đi 2/9 cũng 7/9. Xong, ok. Nào các em hiểu chưa? Rồi, giỏi lắm. Các bạn đều ra hết rồi đấy. Bây giờ tang alpha dễ nhá. Tang alpha các em có thể lấy luôn sin 2 alpha chia cos alpha nhanh nhất. Đỡ đau đầu. Đúng không? Đỡ phải làm nhiều. Thế thì sin 2 alpha của em 4 căn 2 trên 9 nhân gì chia nhân nghịch đảo nhân 9/7 gì? Thế là 4 căn 2 trên 7 phải không các bạn? Được chưa? 4 căn 2 trên 7. Ngoài ra thì cái tang 2 alpha này còn có thể dùng 2 tang trên 1 trừ tang bình ấy. Ai thích thì làm. Rồi, sang sin 3 alpha nhé. Thôi thầy quyết định này, mình tính luôn cả sin 3 alpha, cốt 3 alpha luôn đi. Tính nó đầy đủ. Cho nó vui luôn, không là nhỡ về sau nhỡ có lúc hỏi đến thì chả biết gì thì chết. Nhân đọc lại nhá. Sin này, nhân 3 một góc bất kỳ, sin thì 3 4 này. Được chưa? Cốt thì 4 3 mà, đúng không? Đó. Dấu trừ ở giữa đôi ta này. Đó. Lập phương ở 4, lập phương chỗ này này ở 4 thế là ok. Đấy viết lại cho vui thôi. 3 nhân 1/3 trừ đi 4 nhân cái sin này lập phương là 1/27 à? Bấm hộ thầy với. Bạn nào bấm hộ thầy cái sin ba alpha nhé. Cái chỗ này tự bấm đi. Cái chỗ này thầy không biết đâu. Tự bấm nhé.
Thế còn cái code ban pha nào? Bấm bấm giúp thầy đi, tranh thủ đi, lấy máy tính ra bấm nhanh lên. Cái này thì là code thì 43 đúng không? Đấy. Rồi, dấu trừ ở giữa chúng ta rồi, lập phương ở 4 thì là ok, xong. Như vậy là 4 nhân code. Trời ơi, 2 căn 2 trên 3 má ơi. 2 căn 2 trên 3. Tất cả lập phương. Ôi trời ơi, rồi trừ 3 lần 2 căn 2 trên 3. Rồi, xem nó ra bao nhiêu vậy? Nhanh con, xong nha. Ôi chỗ này tự bấm đi, rồi lớn cả rồi. Được chưa? Chỗ này không biết bấm nữa, người ta cười ở mặt cho. Đấy, nhớ tự làm đi, chỗ này là bonus thêm cho vui. Bài đầu tiên cứ như vậy là ok. Đó, chỗ này không bấm được nữa thì thôi rồi, về chăn trâu cắt cỏ cho nhanh, được chưa? Rồi. Tự bấm nha, bấm hộ thầy nha, xong tí nữa đọc kết quả cho thầy nha. Rồi. Đấy, các em ghi chép bài đầy đủ vào đi. Nhanh lên nhá. Để xem có cái bài nào mà nó có cái chứng minh ấy, trời ơi. Một số cái bài rút gọn với chứng minh người ta làm thêm cho nhớ nào. Thầy xóa nhá, được chưa? Xóa này. Bài tập số 1 như vậy là tạm thời là xong. Đấy. Bài số 2 cho thầy đi. Rồi. Bài tập số 2 tôi ghi. Chứng minh các đẳng thức sau. Cái này cũng rất là cần thiết. Để lên lớp 11 này, các em để ý nhé. Chứng minh các đẳng thức sau. Chúng ta có thể ghi ra cho thầy. Bài này hơi nhiều câu đấy. Đó. Sin mũ 4, một số cái đẳng thức và cao này. Sin mũ 4 của x cộng cos mũ 4 của x bằng 3 phần 4 cộng 1 phần 4 ở cos 4x b. Những cái nào quan trọng cần thiết thì phải học đấy. Sin mũ 6 cộng cos mũ 6 bằng 5 phần 8 cộng 3 phần 8 cos 4x. Rồi. Trời ơi, còn có cả c. Sin mũ 4 trừ cos mũ 4 bằng trừ cos 2x d. Sin mũ 8, trời ơi, mũ 8 nó về tự làm nha, khó ghê. Sin mũ 8, cái này viết thêm cho vui. Mũ 8, sin mũ 8 bằng 35 phần 64 cộng 7 phần 16 cos 4 cộng 1 phần 64 cos 8. Trời ơi, nó đẻ đâu ra mà nó dài dữ trời. Chưa? E cốt mũ 6 trừ sin mũ 6 bằng 15 phần 16 cốt 2x cộng 1 phần 16 cốt 6x. Rồi, thôi tạm thời sương sương đánh răng súc miệng vài câu ấy thôi. Không, dài quá rồi, sợ lắm. Rồi, đây vài câu tiêu biểu thôi nhé. Rồi, các bạn, các em thân mến.
Rồi, nhìn bảng đi. Được chưa? Nhìn bảng này. Chỗ này chúng ta có một số cái đẳng thức quan trọng. Cái này là một số cái biểu thức bậc cao, lũy thừa bậc 4, bậc 6, bậc 8 của SYNCODE. Được không nhỉ? Đó. Có hiểu không? Bây giờ ta chứng minh cái này cẩn thận cho thầy nhé. Đó, chỗ này mũ 4, sorry. Rồi. Đấy, sin mũ 4 cộng cos mũ 4 chẳng hạn, sin mũ 4 trừ cos mũ 4. Rồi mũ 6 tương tự và mũ 8 tương tự, nhưng mà thầy chọn đại diện tiêu biểu vài câu quan trọng thôi. Các phương pháp làm của những bài này nó rất là giống nhau. Thầy sẽ hướng dẫn cẩn thận cho các em từ cái chỗ cái câu ABC đấy nhá, D E về nhà tự thể hiện nhá. Nhớ chưa? Không là dài lắm, cái này không đơn giản đâu. Nhớ chưa? Nào bây giờ mình cùng làm nha. Cái chỗ này bên này là nhớ là tự bấm nốt nha. Chưa? Nhớ đấy. Rồi, bây giờ ta cùng làm đi, xem có làm được không. Cái này là phải làm được đấy, bắt buộc phải làm được. Bài này các em sẽ kết hợp cho thầy một số cái công thức hàng đẳng thức đã học, một số cái công thức vừa học xong ấy. Kết hợp cả công thức hạ bậc vào đây này, thế là được. Đầu tiên này, để thầy xem các bạn nào làm được chưa. Nào, bình tĩnh để làm nhé. Ở đây chúng ta sẽ biến đổi, chứng minh người ta sẽ đi từ trái qua phải cũng được, hoặc phải qua trái, nhưng ở đây thì thầy hướng dẫn các em đi từ trái qua phải nhé. Đó, có các em có thể đi nhiều cách, nhưng mà bài này đi từ phải qua trái mà ra được cái này thì nghe trông cũng hơi khó. Đó, đúng không? Nào, bây giờ mũ 4 trước nhé. Câu A. Mọi các cái bậc cao như là bậc 4, 6, 8, 10 vân vân ấy thì đều đưa về các cái bậc 2 hết để cố gắng làm xuất hiện sin bình cộng cos bình bằng 1. Hiểu không? Như vậy ở đây chúng ta sẽ viết thành đây, vế trái bằng cái nhìn bảng. Chúng ta sẽ có cái tập trung nhé. Vế trái của chúng ta sẽ bằng như sau. Nguyệt cương cứ mai vàng vọng hồi liêu pháp. Đây, bây giờ nhé, ta sẽ đưa tất cả đây thành sin bình tất bình, được không? Cái này các em đều biết rồi. Trong bài hôm trước thầy có nói với các em cái này một lần rồi đúng không? Xem lại bài nhé. Sin bình tất cả bình, sin bình bình đấy, cộng cos bình bình. Bình tĩnh mà làm. Thế thì đây là tổng hai bình phương, thì tổng hai bình phương của em sẽ bằng bình phương tổng, bình phương tổng, đúng không? Trừ đi hai lần tích, đúng không? Công thức nhớ chưa? Cái công thức quá đơn giản đấy. A bình cộng B bình ấy thì bằng A cộng B tất bình ấy, trừ đi hai lần AB. Đúng rồi, đúng không? Đấy, nguồn gốc là thế này. Trừ đi hai lần sin bình cos bình. Rồi, cái chỗ này mới lằng nhằng, cái này nghe kỹ vào đây, không phải ai tự nhiên làm được đâu, không dễ đâu các em. Muốn biến đổi theo hướng đề bài nó phải nhìn quan sát. Thế bây giờ ta biết là cái ông sin bình cộng cos bình này bằng 1 rồi. Một. Thế bây giờ em lại nhìn thấy cái bên này nhá, nó lại có sin bình cos bình. Bây giờ làm thế nào nó lại ra được cos 4x? Đấy, cái lượng giác này nó phải tư duy đi đúng hướng. Sợ quá. Sợ không? Sợ nhỉ? Đó. Thế bây giờ em thấy sin cos đứng cạnh nhau thì em phải nghĩ đến công thức nhân đôi. Em có thấy công thức nhân đôi không đã? Công thức nhân đôi đúng không? Đó. Thì em sẽ thấy là em biết là sin 2A bằng 2 sin cos. Nhưng ở đây lại sin bình cos bình cơ. Như vậy chúng ta sẽ phải bình, nếu mà em bình tất lên sin bình 2A thì sẽ được 4 lần sin bình cos bình. Như vậy ở đây em vay tạm 4 đi. Các em vay tạm viết thành 4, rồi chúng ta viết thành đây 1 phần 2 rồi nhân 4. Hiểu 1 phần 2 nhân 4 nên là ra 2 không? Thì sẽ viết thành 2 sin x cos x tất cả bình. Nào, cách viết thế này có hiểu không? Cái nguồn gốc biến đổi của nó mới lằng nhằng. Đây, viết thành 4 cho nó vào trong hạng thức ấy mà. À đấy, kiểu thế. Thế tự nhiên bây giờ chúng ta sẽ có 1 trừ đi 1 phần 2. Đây chính là sin bình 2 x. Đấy, đây cũng được coi là một công thức cần phải nhớ này. Về sau có nhiều bài người ta có thể yêu cầu các em đưa về sin bình 2 x. Bây giờ muốn từ sin bình 2x mà ra được cos 4x thì chỉ có hạ bậc đấy. Có nhìn thấy cái bình không? Có cái bình thì chỉ có hạ bậc đấy. Đây cái dấu hiệu rồi. Đấy. Sin cos đứng cạnh nhau là chỉ có đưa về sin 2x thôi. Có cái bình thì chỉ có hạ bậc đấy. Đấy, nó lại có cái nguyên tắc cả rồi. Thì bình tĩnh nhá, không được cứ loay hoay giữa đường đâm bố vào cột điện chả biết đâu. Nhiều bạn đấy các cái chỗ này á, nó kiểu nó lơ ngơ nó không. Rẽ trái không biết thì rẽ phải không biết thì đâm luôn cột điện. Không hiểu chỗ này đâu, chỗ này cái lượng giác thì sợ nhất là không có phương hướng. Khó. Đấy. Thế có cái dấu hiệu cả rồi. Được chưa?
Là có, các em có nhìn được ra không đã? Có dấu hiệu cả rồi, cứ bình tĩnh mà làm. Hết sức bình tĩnh. Như vậy hạ bậc xuống thì chúng tao có như sau. Đây, hạ bậc thì tao có, nào, 1 phần 2. Xin bình hạ bậc 1 trừ, xin trừ cốt cộng đúng không? Vừa dạy lúc nãy dấu hiệu xong. 1 trừ cốt, đây 2x rồi, hạ bậc phát nữa nó lại nhân đôi lên. Nó thành mấy x? 4x. Đúng không? Có thấy khó hơn không? 1 trừ cốt mấy x nào? 4x nhá, nó lại nhân đôi tiếp lên ấy. Lúc nãy xin bình nhá, nó hạ bậc nó ra 2a rồi. Đấy là góc x ấy. Bây giờ nó 2x, nó lại tiếp tục lại lên nữa, rồi thành 4. Hạ bậc thì nó lại tăng cung. Hạ bậc thì nó lại tăng cung. Thế mới sợ, trời ôi, trời má ơi, khó dữ trời. Rồi, bây giờ thì các em tung tóe vào là xong. Mọi thứ kết thúc từ đây ý mà. Nó ra rồi, đây này, em ra rồi này, em ra rồi này. Bây giờ em ấy cái 1 phần 2 này vào đây một cái thì mọi thứ là bye bye từ đây rồi này. 1 nè, trừ đi 1 phần 4 nè, như vậy là 3 phần 4 nè. Trừ nè, nó là cộng nè. Có phải là 1 phần 4 không? Cốt 4x chưa? Thế là bằng vế phải chưa? Bằng vế phải rồi, được chưa? Rồi, DPKM xong. Mọi thứ kết thúc từ đây. Sợ không? Sợ chưa? Được chưa? Rồi, như vậy là chúng ta đã biến đổi chứng minh xong một công thức quan trọng. Bây giờ cho thầy hỏi cái mũ 6 nó có làm được không đây? Mũ 6 nó tương tự, chả có gì khó cả. Có làm được không? Hay là thầy dạy nốt nào? Nó cũng thế mà. Thôi, dạy luôn nhá. Nhìn bảng coi. Nào, bây giờ ta tiếp tục sang câu B. Sin mũ 6, các bạn có mũ 6 thì cái này nhớ tí nào. Bây giờ viết thành sin bình lập phương. Nhớ là tất cả đưa về sin bình cốt bình thôi. Nó thế đấy. Ừ. Cộng với cốt bình. Cái gì? Lập phương. Là nhớ hằng thức chưa? Nhớ luôn cái hằng thức mà hệ quả ấy. Các em nhớ A lập cộng B lập không? Thì không phải là dùng hằng thức số 6, số 7 đâu. Dùng cái đó nó vẫn hơi dài. Các em dùng luôn mà đưa về tổng tích ấy, mà theo kiểu VS ấy. Thì chúng ta có luôn A lập cộng B lập thì bằng chỗ này viết thế nào cho học sinh hiểu nhỉ? Điên mất. Nào, viết lại tí cho nhớ nhé. Đây, A lập cộng B lập thì bằng A cộng B tất cả lập phương trừ 3 lần tích nhân tổng. Là nhớ công thức chưa? Hôm qua vừa cho ghi một lần rồi đấy, cố mà nhớ. Thế này, dựa trên cái tổng tích này, thường người ta sẽ đưa về cái kiểu dạng tổng tích này hơn. Thì có phải là đưa về kiểu VS không? Cái này thực ra xuất phát là giống kiểu VS đấy. Hiểu không? Đó, đấy kiểu kiểu này. Em có phân tích tung ra từ cái số 6, số 7 thì cũng thế thôi. Nhưng mà đi theo hướng này thì có khi là hợp lý hơn đấy. Vì cái hướng này xuất hiện tổng bình mà nó đơn giản hơn. Sin bình cộng cốt bình tất cả bị lập trừ 3 lần tổng nhân tích. Sin bình cốt bình nhân sin bình cộng cốt bình. Nào hiểu được chưa? Được chưa? Cố mà hiểu, không hiểu cố mà hiểu. Sin bình cộng cốt bình bằng 1 trừ 3 lần. Đây, sin bình cốt bình giữ nguyên. Chưa vào năm lớp 11 đã thấy tởm rồi. Chưa, thấy không? Sin bình cốt bình bằng 1, bỏ. À, giống quá, sao giống thế nhỉ? Cái hướng đi giống thế. Như vậy, lại tiếp tục. Vay 4 thì chỗ này sẽ viết thành 4 thì chỗ này sẽ là 3 giữ nguyên, 3 phần 4 tự vay 4 vào. Vay 4 sin bình cốt bình. Trời ơi, 1 trừ 3 phần 4 sin bình 2x. Giống quá. Hạ bậc tiếp, hạ bậc luôn vào đây. 1 trừ 3 phần 4, lại hạ bậc sin bình nhá. Thì chúng ta có 1 phần 2 ở ngoài. Sin trừ cốt cộng 1 trừ cốt 4x. Các em văng tung tóe vào xem có đúng ra chưa. 1 trừ đi 3 phần 8. Thế nào còn 5 phần 8. Ngó qua hàng xóm xem có đúng là 5 phần 8 không. Không ra 5 phần 8 chết luôn sặc. Chết sặc luôn. Rồi, trừ trừ cộng 3 phần 4 cốt 4 bằng phía phải rồi. Đây nhìn quay lại đây, tất cả quay mà. Nào, nhìn vào đáp án xem nào. Đây.
Đây, chứng minh xong rồi nha. 5 phần 8 cộng 3 phần 8 cốt 4. Ok, xong. Quay trở lại đây nào. Rồi, bằng với phải. Rồi, tớ ghi đá phải con mèo, xong. Được chưa? Đá phải con mèo. Phù, ôi sợ quá. Em thấy không? Em bắt đầu thấy lượng giác nó tởm không? Được chưa? Không đơn giản đâu. Được chưa? Sợ ơi là sợ. Đấy, đây là thầy chứng minh nguồn gốc cho các em công thức. Về sau nhá, thì các em chép luôn vào cái chỗ nào đó đi. Rồi về sau em thừa nhận luôn. Thực ra lên lớp 11 ấy, nếu mà em học nhanh, thầy cho phép. Em cứ chép vào luôn đi, coi như thừa nhận là công thức mới. Thế là xong. Coi như là mình đã biết chứng minh rồi. Thế là xong. Chứ bây giờ nhá, thầy nói thật, lên lớp 11 mà bây giờ còn làm lại như thế này, tại sao như thế nữa thì ôi dài lắm. Nên trên đấy có nhiều cái mà phải tự biết luôn từ bây giờ ấy. Thầy nhớ luôn như thế nhá. Sợ không? Đó. Bây giờ câu C nhá. Câu C. Khiếp, chạc chạc chạc, sợ quá. Thế mà thấy khó. Nào, cái câu C thì dễ hơn, không khó đâu. Sin mũ 4 trừ cos mũ 4 thì cái câu này thì chúng ta cũng sẽ đưa về sin bình bình trừ đi cos bình bình. Thì có một cái điều vui ở đây là cái dấu trừ ấy, thì cái này lại sử dụng hẳn thức số 3. Có đúng hẳn thức số 3 không? Hẳn thức A bình trừ B bình. Có nhìn ra không đã? Hẳn thức số 3, đúng rồi. Như vậy, áp dụng hẳn thức số 3 thì ta sẽ có sin bình trừ cos bình nhân với sin bình cộng cos bình. À, mà sin bình cộng cos bình bằng bao nhiêu? Bằng 1. Rồi. Các em lại biết là theo công thức góc nhân đôi thì cos 2a là bằng cos bình trừ sin bình. Ở đây nó lại cho sin bình trừ cos bình, à tức là nó bị ngược. À như vậy là trừ cos 2a. Đấy, cố mà nhớ nhá. Trừ cos 2x. Đúng rồi, trừ cos 2x. Rồi, đề bài chẳng nhẽ lại còn không đúng. Không đúng thì chết à. Bằng với phải, tiếp tục đá vào con mèo lần nữa, xong. Hết tuồng. Nào hiểu chưa, câu này đơn giản đấy. Hai câu này đăng ký. Về nhà thể hiện nhá, không chữa đâu. Bây giờ chữa ra hết cả đêm. Cái lượng rác này không thể cầm tay đi mãi được hết đâu. Về nhà tự thắp đuốc mà đi. Nhớ chưa? Thắp đèn, thắp điện mà đi nhá. Nhớ tự làm đi, thầy không chữa đâu. Được chưa? Tự làm đi, có đáp số đây rồi. Đấy. Cố mà làm, coi như là mình thể hiện một chút nhá. Không dễ đâu các em ạ. Nhớ chưa? Thầy kết thúc bài số 2. Cái này thầy xin nhắc lại, không dễ đâu. Về nhà mà tra một số cái mũ 6 này thì không sao. Cái 8 này ngồi tra A mũ 4 cộng B mũ 4 lên mạng mà tra nhé. Tự tìm tòi thêm. Bạn nào thích điểm cao tự làm thêm. Nhớ chưa? Tự làm đi. Ở đây không, do live stream nó không có nhiều thời gian đâu. Thế nên là phải cố gắng mà làm. Bạn nào giỏi là nó phải thể hiện được. Được chưa? Nguyên lý là thế thôi. Chứ cầm tay đi mãi thì có mà chết. Đúng không? Rồi. Bây giờ mình sang bài tiếp theo nha. Đây là một cái bài có thể nói là cũng rất là quan trọng. Trời ơi, khó gì mà khó dữ. Nào, sang cái loại bài tiếp theo là cái bài rút gọn xem nào. Chứng minh vừa rồi là vẫn còn dễ ở chỗ là người ta còn cho mình biết kết quả. Đúng không? Tức là mình kiểu gì thì mình cũng phải ra. Em không ra nhanh, em phải ra chậm. Đúng không? Đó, chứng minh thì kiểu gì em phải ra. Được chưa? Sợ nhất em không ra được thôi. Đấy. Nhưng mà bây giờ cái bài rút gọn ấy, nó không có kết quả. Ra rồi cũng không biết đúng hay sai. Thế coi chừng. Đấy, được chưa? Bây giờ sang cái thể loại rút gọn nhé. Được chưa? Để tôi xem cái bài rút gọn này anh chị có ra nổi không? Được chưa? Chép xong nhanh lên nhé. Nào xong bây giờ sang bài rút gọn. Nào bài bây giờ sang bài rút gọn nào. Nào. Chúng ta sang bài rút gọn nhé. Cũng không khó lắm đâu. Nào, bài tập số 3, cứ bình tĩnh mà làm. Rút gọn cho thầy các biểu thức sau. Một số biểu thức quan trọng thôi, để nhớ thôi. Được chưa? Để nhớ cách giải thôi. Chứ không phải là quá khó đâu, yên tâm. Hết sức bình tĩnh nhá. Chưa chắc là bình tĩnh được đâu. Cái này bình tĩnh sao? 1 trừ sin bình nhân với cotang bình cộng 1 trừ cotang bình B. Trời đất ơi, cái gì trời. Căn bậc 2 của
xin bình nhân 1 cộng cotang cộng với cos bình nhân 1 cộng tang. Giả sử các biểu thức của em là đã xác định và có nghĩa nhá. Nhớ chưa? Giả sử các biểu thức này là xác định và có nghĩa. Ở đây người ta kèm thêm một cái điều kiện nữa. Đó là x nằm trong khoảng 0 pi. X khác pi chia 2. Cho thêm chắc để tí nữa để giải ra cho nó rõ ràng hơn đi mà, chả có gì. C. Trời cái gì trời. Nghe chưa? 1 trừ cos 2x cộng sin 2x ở dưới chia sin x cộng cos x. Đây. Rồi. Trời ơi, toàn câu gì mà câu khó dữ trời. Có ai ngồi bên ai trong dáng ai về. Liệu có thế, mình còn có thế. Đi. Cốt mũ 3 nhân sin x trừ sin mũ 3 nhân cốt x. Trời ơi, gì mà khó dữ trời. Thôi, tạm thời sương sương thế thôi đã. Trời ơi, nhiều quá nghẹn. Rồi, bắt đầu làm bài đi. Nhiều quá nghẹn đấy, không làm được đâu. Được chưa? Không đơn giản đâu. Nào, thầy dành cho các bạn 5 phút một trước để các bạn suy nghĩ và làm bài nhé. Không khó lắm, đơn giản đâu. Được chưa? Suy nghĩ một chút trước khi thầy chữa nhé, cho nó ok. Em nghĩ đi, như này. Có ai ngồi bên yên trong áng ai về. Liệu có thế, mình còn có thế. Trần gian đâu dễ kiếm được chân ngay. Chỉ toàn một viên ngắn trái. Vẫn nghĩ nên đôi chân. Dịu nồng nâng chén đi bì. Người về nơi ấy chẳng ngồi. Bắt đầu chữa nha. Nào, suy nghĩ một chút đi. Mình có nên thêm câu nữa nhỉ? Cho nó vui nhỉ? Ủa, chả vui lắm nhưng thêm câu nữa. Câu này lúc nãy vừa chứng minh được xong, bây giờ cho vào đây luôn. Xin uống cộng con 4. Câu này chúng ta làm thêm. Đó. Rồi ok, bây giờ bắt đầu chữa nhá. Chữa này, xóa bên này nhá. Nào bắt đầu. Hết sức kiên trì, bình tĩnh. Cái lượng giác này không kiên trì không học được. Rồi, bây giờ các bạn, các em thân mến, chúng ta cùng nhìn bảng chữa bài nào. Bình tĩnh để thầy xem ai làm được rồi. Ta bắt đầu chữa nào. Hết sức bình tĩnh nhá. Đâu, nói chung là gặp đâu biến đổi đó thôi, không có gì đâu. Giải nào.
Câu A trước. Bài này người ta cho mình 1 trừ sin bình nhân cô tăng bình cộng với 1 rồi lại trừ cô tăng bình. Coi như các biểu thức này đã xác định và có nghĩa rồi. Bây giờ ta biến đổi rất đơn giản. 1 trừ sin bình người ta viết là cos bình, nào chuẩn chưa? Đúng không? Thế còn cô tăng bình thì cô tăng bình sẽ viết là cos trên sin. Ô vui nhỉ. Trời ơi, sao nó lại cô tăng bình. Sao mình bắt đầu mình thấy cái chỗ này có cái vấn đề đó, giờ mình viết viết cos trên sin chả triệt tiêu được ai cả. Đáng nhẽ mỗi khi chỗ này phải cho tăng bình thì phải. Chỗ này cô tăng bình không triệt tiêu được, để nguyên. Cái này nếu mà phân tích ra nó còn tẩm hơn. Thôi, để nguyên đi. Trời ơi. Rồi, cô tăng bình ở đây không triệt tiêu được, bây giờ viết cos trên sin ra còn mũ 4. Ô không làm được. Để đấy. Chắc là nếu mà không đi được theo hướng đó thì kiểu gì tí nữa ghép lại thừa số chung ấy mà. Cộng 1 trừ cô tăng bình. Thế thì thầy lại hiểu ý của cái đề bài rồi. Chỗ này mình ghép thừa số chung. Không triệt tiêu được thì chỉ có thừa số chung thôi. Đó, thế thì mình lại chơi cái trò đó nhá. Các em thử ghép vào xem nó ra cái khỉ gió gì đấy. Các em ghép vào nhá. Ghép vào thôi. Thì chúng ta sẽ ghép cho thầy cô tăng bình. Thì bên trong ta lại có cos bình x. Ta trừ mấy nhá? Đây trừ 1 này. Rồi cuối cùng là cộng 1. Thế thì chúng ta sẽ nhận ra. Chúng ta sẽ nhận ra là bài toán này khá là vui tính. Cos bình trừ 1. Thế thì nó bây giờ mình viết thành 1 trừ cos bình đi. Thì là sin bình đúng không? Mình thêm dấu trừ vào là xong. Đấy. Thế thì rõ ràng là cái cos tăng bình như này thì nó sẽ được phân tích thành cos bình trừ sin bình thì nó có hợp lý hơn. Chỉ để chỗ này phân tích ra là hơi điên. Khổ thế này. Đấy, sợ không? Trừ cos tăng bây giờ là cos bình trừ sin bình. Ừ thì đúng là triệt tiêu được thật. Nói chung ý, rút gọn kiểu gì mà triệt tiêu được càng nhiều người càng tốt. Đúng không? Có hiểu không? Rồi, bây giờ thì hai bọn này đâm đầu với nhau chết sạch rồi. Mày quá. Rồi, như vậy chỉ còn có trừ cos bình cộng 1. Ơ, mà 1 trừ cos bình lại là sin bình. Trời ơi, nó cuối cùng nó lại quay về người cũ. À, như vậy đến đây là gọn nhất có thể rồi. Đúng không? Gọn nhất có thể, không ai gọn hơn được nữa rồi. Đấy, gọn quá thể rồi. Xong. May quá, ra rồi. Bre, bây giờ sang câu B. Câu B. Các em để ý lại vào đề một tí nhá. Đọc đề kỹ chưa? Cái đề bài nhìn rõ chưa nào? Bây giờ ta sẽ làm câu B luôn. Thầy sẽ làm ra đây luôn. Nào câu B. Xem nó là cái gì đây. Rồi. Căn bậc 2 nhá. Nó thò một cái gậy ra khều một đống chữ này. Bây giờ chúng ta thấy có cái dấu hiệu của 1 cộng cô tăng. Thầy bảo này. Cái chỗ này cũng có một cái dấu hiệu nhận biết như thế này nhá. Chỗ này nói thế nào cho các em hiểu nhỉ? Đó, không dễ đâu. Thầy bảo nhá, nghe. Cái sin bình như này thì mình có thể viết thành 1 trừ cos bình. 1 trừ cos bình thì đi theo hướng đó được không nhỉ? Đang nghĩ đến cái hướng 1 trừ cos 1 cộng cos. Bây giờ nếu chúng ta phân tích thử 1 cộng cotang thì cotang của em là cos trên sin. Em phải thầy nghĩ chỗ này. Đây, thế thì nếu mà đi theo hướng như thế này thì một cos trên sin thì tí nữa nó sẽ phải có cái nhân tử đó là sin cộng cos trên cos. À đã nhầm. Sorry, sin cộng cos trên sin. À, như vậy không cần phải phân tích sin bình cũng được. Trong trường hợp này thì rất có thể nó sẽ tí nữa có thể nó sẽ thu gọn được cái ói đó là cái sin này luôn thì cũng được. Nếu trong trường hợp thầy bảo này có nhiều loại nhân tử. Ở đây nếu mà có sự xuất hiện của nhân tử 1 cộng cos 1 trừ cos ấy thì có một hướng đi nữa là em có thể phân tích cái sin bình này ra thành 1 trừ cos bình. Có nhiều hướng hay lắm. Đấy, nếu trong trường hợp nhá mà nó có sự xuất hiện của hàng đẳng thức. Ở đây nếu không có sự xuất hiện của 1 cộng trừ cos ấy thì thôi được rồi, coi như mình để nguyên thì nó cũng đã triệt tiêu được cái này rồi. Được không? Nó cũng đã triệt tiêu được cái này rồi. Đó, như vậy trong trường hợp này chúng ta chọn hướng đi đó thì là như vậy là xong. Như vậy theo cái cách thầy nói. Cái này có nghe kỹ vào không, về sau tại sao thầy ơi có bài lại giữ nguyên. Có bài nó lại đi phân tích. Nhiều khi mà không thể nào mà giải thích được đâu. Đó nó phải có lý, được chưa? Nó phải định hướng, tức là mình phải nháp nháp ra trước. Sai thì mình làm lại. Được chưa? Không sợ đâu, sai thì sửa. Được chưa? Sai thì sửa chửi để sợ gì? Được chưa? Phải lo. Nhớ không? Đấy, cái này là phải tập làm ra nháp trước là thế đấy. Rồi như vậy là sin bình
nhân với AI sin cộng cos này trên cos này. Sợ không? Rồi. Tiếp tục nè. Cộng với bây giờ cos bình giữ nguyên rồi vì cấu trúc nó theo kiểu đối xứng đúng không? Thế thì chỗ này sin cos như vậy là cos cộng sin. Cos cộng sin trên cos. Ok. Như vậy cos này mất rồi. Mà cái sin cổ khổ quá, so sorry. Trong lúc bối rối xô xát xin phép được lượng thứ ạ. Rồi, đây sin. Như vậy sin này mất rồi, đúng không? Và cos này mất rồi, xong. Rồi, và hẳn là đến đây chỉ còn các nhìn lên bảng đi. Đến đây chúng ta chỉ còn có đó là sin nhân cho sin cộng cos. Và chỗ này cộng với cos nhân cos cộng sin. Rồi, các em ơi, sắp ra rồi. Bình tĩnh, bình tõm. Rồi, hết sức bình tõm. Đến đây đặt thừa số chung là mọi thứ kết thúc từ đây. Hết tuồng. Đặt luôn sin cộng cos là thừa số chung. Thì bên trong lại sin cộng cos. Và tự nhiên rất là vui. Căn bậc hay của sin cộng cos bình phương. Cái này ra ngoài lấy trị đối nhé, theo công thức ấy. Chỉ đối, chỉ biết âm hay dương đâu. Thế nên là hình như đề người ta nó không bảo mình là sin cộng cos này là âm hay dương nhỉ. Đây, chỗ này có một cái tuồng. Ê, nhìn ra đây thầy bảo. Người ta cho cái điều kiện x nằm trong khoảng 0 pi và khác pi chia 2 thì mình có đoán được ra là nó là cái gì không? Nó có âm hay dương không nhỉ? Đây là góc từ 0 tới từ 0 đến 180 đấy, khác 90 đấy, quay lại đây nhé. Nếu mà từ 0 đến 180 thì sin của em thì dương. Đúng không? Sin thì dương rồi. Nhưng mà cos ấy thì có thể âm có thể dương. Đúng không? Thế nên thôi chỗ này mình để nguyên đi. Được chưa? Chỗ này thì mình còn tùy trường hợp. Ok, không sao, để nguyên đấy, được chưa? Bạn nào thích thì có thể phân trường hợp ra. Còn nếu không coi như để nguyên đấy, lấy trị đối là xong. Được chưa? Vì cái cos này nó có thể âm có thể dương. Ở đây các em chỉ cần ghi thế này thôi là tạm đủ ổn rồi. Tại vì xét trong cái khoảng đó thì miễn là sau là cái biểu thức trong căn này nó có nghĩa là được. Thì trong căn này nó vẫn đảm bảo xác định có nghĩa là được. Còn cái chỗ này em cứ để thế này. Trừ trường hợp nếu như người ta rõ ràng hơn thì em có thể tách trường hợp ra để giải. Em có thể phân ra là từ 0 đến pi chia 2 và pi chia 2 đến pi. Việc đó thì để cho các em tự làm nhé, nếu bạn nào thích kỹ hơn. Còn bình thường là chỉ cần thế này thôi là đủ rồi. Được chưa? Rồi, một số bạn bảo là thưa thầy, mình có cái khác nhân tung ra. Ừ thì nhân tung ra được. Ừ rồi. Quay ra lại đây nào. Thầy ơi, nhân tung ra có được không? Ừ thì được. Ok. Rồi, nào thích thì nhân tung, được chưa? Em định nhân tung tóe gì? Như bạn bảo thưa thầy, em nhân tung cái này vào có được không? Ừ thì cũng được, như nhau. Rồi, ok. Rồi. Em giỏi lắm, được chưa? Được thì không bảo gì cả, có nhiều cách mà. Thế bạn có thể quy đồng trước thì mình nhân vào luôn thì cũng như nhau. Đều được. Ok. Rồi. Kê. Được chưa? Kê nhá. Được. Nhân bung vào cũng được. Ok. Được luôn. Đó. Thế thì nhắc lại cái chỗ hướng phân tích nhân tử nhá. Có một số hướng thì triệt tiêu. Có một số hướng. Thầy bảo này. Có một số hướng. Thầy xin nhắc lại là có một số bài chúng ta còn có thể phân tích là 1 trừ cos, 1 cộng cos. Em nhớ thêm cả cái hướng này nhá. Vì có bài nó sẽ dùng cái hướng này để làm đấy. Các em sẽ thấy bất ngờ. Rồi. Chỗ đó là xong rồi nhé, nào hiểu chưa? Chỉ đối là ok luôn. Bây giờ mình sang C đi. C, xóa nè. C nhé. Câu C cũng khá là đơn giản thôi. Không khó đâu. Các em cứ bình tĩnh làm. Bình tĩnh sống. C nhé, câu này đơn giản thôi. C. Nhấn bảng đi. Ở đây là 1 trừ cos 2x rồi lại cộng sin 2x ở dưới sin cộng cos. Như vậy ở đây chúng ta sẽ cố gắng bài này có nhiều cách giải hay lắm. Cái câu C này trông thì thôi mà ít nhất là hai cách giải. Bạn nào mà nghĩ được hai cách giải là ok. Được chưa? Thế thầy bảo này. Cứ nhìn vào đây, thầy hướng dẫn cho để về sau có cách nhìn. Không về sau nó mất gốc cả lũ giờ này. Cái hướng thứ nhất này, nghe vào đây. Cái con 1 này đẻ ra không phải để vô duyên đâu. Có cái lượng giác này mọi thứ sinh ra đều có lý cả, trái đẻ ra vô lý. Nhớ là như thế. Cái con 1 này nhá, thì nó có thể, cái con 1 này nhá, đây là cuộc tình tay ba.
đây cuộc tình tay ba, biết thế nào tay ba không? Đó, thế thì cái con một này này thì nó lại lúc thì nó yêu thằng này, lúc thì nó lại yêu thằng này. Đấy, thì nó lại đi với thằng này thì nó cũng ok, mà đi với thằng này thì nó cũng vâng. Đấy, nó lại hay thế đấy. Bây giờ em thử hai trường hợp khác nhau mà xem đi kiểu gì ra sản phẩm. Được chưa? Em thích đi kiểu gì nó ra sản phẩm hết. Thế giờ nhá, thầy sẽ cho nó đi với anh chàng cốt, anh chàng liền kề với nó trước nhá. Được chưa? Nào, chúng ta sẽ ghép hai người này đi với nhau. Thì 1 trừ cốt 2x, em dùng công thức hạ bậc. Nhắc lại công thức hạ bậc. Còn nhớ hạ bậc hay là lại quên này? Lại không nhớ hạ bậc. Theo công thức hạ bậc thì sin bình của em đúng không? Thầy ghi 1 trừ cốt 2x thì bằng 2 sin bình. Nào nhớ chưa? Để chui ra từ công thức hạ bậc ấy. Xem đi có đúng không? 1 trừ cốt 2x là 2 sin bình. Như vậy mình sẽ nắp cái này vào đây. Mình sẽ có 2 sin bình. Nào hiểu chưa? Hiểu rồi nhé. Xem lại đi mà xem. Dấu trừ là sin đấy. Đúng không? Sin trừ cốt cộng mà học từ đầu rồi. Còn cái sin 2x này thì tất nhiên cả cuộc đời nó chỉ có một cách phân tích thôi. Đúng không? Cả cuộc đời cái thằng này lại chung thủy nó chỉ yêu có một người thôi. Đấy, nó chỉ có một cách phân tích là 2 sin cốt thôi. Hết tuồng. Thế mới tẩm. Rồi. Ở dưới. Dưới thì giữ nguyên rồi chứ còn làm ăn gì nữa. Thì đến đây. Các em sẽ nhìn ra ngay. Các em chui xuống đây nhá. Nào. Thế thì chỗ này em đặt được thừa số chung là 2. Và cái gì nữa nhỉ? Là sin. Là chung. Thì bên trong, bên trỏng này các em sẽ còn sin cộng cốt. Rồi mày quá. Rồi, ra rồi. Được chưa? May chưa? Câu này là nó còn đơn giản đấy. Còn nhìn dễ chán. Thế chúng ta nhìn ra vấn đề không? Trời, bên này triệt tiêu được nhân tử sin cộng cốt. Nghe rõ rồi nhé. Đó. Thế đây là cách làm đầu tiên. Và với cách làm này đây, cách kết quả của em chỉ còn có 2 sin. Rồi, như vậy là kết quả đến đây là gọn nhất. Nhưng thầy bảo này, nó còn hướng nữa. Không phải một cách là xong đâu. Rồi ôi, học cái lượng giác này vui tính ở chỗ chịu khó giỏi giỏi một tí, nghĩ ra nhiều hướng vào thì về sau các em có thêm 10 điểm. Ví dụ câu hỏi, bạn nào nghĩ được thêm cách thứ hai nữa, em lên bảng 10 luôn. Úi dồi ôi, cả lớp phải lắc mắt luôn. Được chưa? Đó, cố mà làm. Hướng thứ hai này. Theo như thầy đã gợi ý này, bây giờ có con một này nhá, hôm nay không thích anh này nữa, mai bây giờ chuyển sang anh này. Không đánh, không thích chơi gần bờ, chơi đánh bắt xa bờ. À, như vậy một đi vì sin x vẫn có thể đi được đấy. Có đấy. Được chưa? Có thể đi được đấy, mà kèm không biết thôi. Đi được. Đây này, bây giờ cho nó đẩy sang 1 cộng sin 2x. Ghép lại. Rồi mình mới trừ cốt 2x. Ở dưới mình giữ nguyên. Đó, thì nếu đi theo hướng này thì chúng ta thu được cái gì? What? Cái gì? Được chưa? Nào, cái gì? Thế thì các em lại có thể nhiều bạn lại không nhìn ra và thưa thầy, sao công thức làm gì có cái nào là 1 cộng sin 2x nhỉ? Em thấy trong rõ ràng trong cái bảng nhân đôi với hạ bậc thầy cho chỉ có mỗi 1 cộng trừ cốt 2x thôi. Không có một cái gì tên là sin cả. Thế đấy thầy mới bảo là có nhiều cái mà mình phải tự bịa. À quên, sorry, không phải là tự bịa mà phải tự phát triển công thức. Chứ bịa là sai phải chết ngay, lượng giác này mà bịa ra cái vỡ luôn, vỡ alo luôn. Phải tự nghĩ ra, phải tự phân tích được, phải tự sáng tạo ra. Đấy là cái khó của cái việc khi học lượng giác lên lớp 11. Nhiều cái không biết chui ở đâu ra công thức nào, không biết nó chui từ mồ mả nào nó chui lên. Mình phải tự biết. Thế nó mới khổ. Đấy, em tưởng đơn giản đâu, sợ lắm, đúng chưa? Sợ lắm. Đấy, thì chỗ này em lại phải nghĩ ra cái con 1 nhá, nó lại rất vui ở chỗ là 1 lại chính là sin bình cộng cốt bình. Đấy. Thế cốt bình cộng sin bình đi. Cốt bình cộng sin bình. Đúng không? Đẻ ra không phải nó vô lý đâu, có lý đấy. Còn cái sin 2x này thì nó lại chính là 2 sin cốt. Đấy, chúng ta nhìn ra vấn đề chưa? Như vậy, đây cũng là một hướng đi nữa. Về sau, các em cứ thấy bọn nó có dấu hiệu của mặt, em thấy mặt bọn nó một phát để em ghép cặp luôn. Đấy, đấy là một cái kinh nghiệm nữa để làm bài khi làm các bài rút gọn này. Chứ bây giờ còn không biết là chúng nó đi với nhau ra sản phẩm gì. Thế thôi chịu, bye bye. Bye bye, lên lớp 11 thôi, học lại được. Bye bye. Bây giờ thầy chỉ cho luôn về sau không lạ nữa. Trong khi người ta lạ thì mình biết hết cả rồi. Thế thì chả 10 còn gì nữa. Đấy, đơn giản nhất là như thế. Các em có học giỏi kiểu gì thì giỏi chăng nữa, lượng giác này các em không thể nào nói tài nói giỏi được đâu. Thầy nói thật. Đấy,
Em mà đẻ ra là em được biết được luôn cái này thì bố mẹ em lại chả giỏi quá chứ. Trời ơi, thì bố mẹ em lại chả giỏi quá. Rồi ơi. Thấy nó thật đấy. Nè, không nói tài nói giỏi được đâu. Ôi, thật đấy chứ. Sợ lắm. Rồi, đến đây thì mọi thứ là kết thúc rồi. À chưa đâu. Chưa. Cái thằng này này, nó sẽ bảo hai chúng mày đi với nhau rồi thì bây giờ tao chơi kiểu gì một mình ạ? À? Đúng không? Bây giờ đợi cuộc tình tay ba, giờ hai người này đi với nhau. Bây giờ người này bảo bây giờ tao chơi một mình. Thế bây giờ tao chơi một mình tao phân tích kiểu gì? Đấy, thế bây giờ em lại nhớ lại cái bảng công thức ban đầu thầy có dạy em. Bây giờ nhá, em sẽ dùng cho thầy cái cốt bình trừ sin bình. Đấy, mà cái hướng này thì thầy đã dạy em là cốt trừ sin cốt cộng sin. Đấy, thế là thằng này nó tự phân thân, hiểu không? Nó gọi là tự chơi với mình ấy, hiểu không? Đấy, nhiều khi buồn cười thế. Thằng này nó tự phân thân, nó tự chơi với nó, hiểu không? Đấy, còn hai bọn này đi với nhau rồi, còn nó tự chơi một mình thì nó tự phân thân thành hai cái này. Nào, hiểu không? Đấy, nó lại tự phân thân. Thế nó bị phùi rồi, thế tự nhiên nó thế là đấy, nó phụt ra cái này một cái là mọi thứ là kết thúc từ đây. Thế các em thấy không? Khi mà nó bắt đầu mà nó phụt ra hai cái này một cái thì tự nhiên các em nhìn thấy vấn đề nó đã rồi đấy. Thế này, cái chỗ này này em nhìn ra hẳn thức. Em nhìn ngay ra hẳn thức chính là cốt cộng sin bị bình. Còn cái này em cũng nhìn thấy hẳn thức luôn. Đấy, cốt trừ sin có cộng sin. À, như vậy là bài này em có thể triệt tiêu được cho cốt cộng sin để mọi thứ cũng sẽ kết thúc từ đây. À, hay chưa? Nó hiểu không? Biến đổi thì không khó đâu, nhưng quan trọng là các em phải có kinh nghiệm để nhìn ra thôi. Đấy, thì hy vọng qua bài này thì các em cũng sẽ có cách nhìn nó tốt nhất cho bài toán. Thì chúng ta sẽ bỏ cái bình phương chỗ này, nó phụt chỗ này cái phụt phát chỗ này hết, chết hết. Không còn ai sống sót trên cuộc đời này nữa. Được chưa? Cho chết hết. Như vậy, chúng ta sẽ chỉ còn có cos cộng sin rồi cộng với cos trừ sin rồi, và chúng ta sẽ chỉ còn đây hai chàng sin để tiếp tục đâm đầu với nhau chết. Oh my mommy, trời ơi, sao lại nó lại ra hai cos. Từ từ nói lại xem nào. À quên, so sorry. Ôi chết cha, chỗ này dấu trừ nha, khổ quá cơ. Thôi rồi, chỗ này thầy bị nhầm chút nha, không sao nha. Rồi ok, kê, không sao. Thảo nào bỏ quái, tự nhiên ra hai cos. Suýt toi. Rồi chỗ này so sorry nha. Rồi như vậy chỗ này chúng ta sẽ có, à như vậy là hai cái cos này nó mới chết này. Hai cái cos này nó chết. Như vậy chúng ta sẽ chỉ còn có hai sin. Ôi xời mày quá. Em ra rồi. Như vậy là em xong rồi. Quên, đến đây là gọn nhất rồi, đúng rồi. Em ra rồi, xong rồi. Mày quá. Chưa? Rồi, câu này thực ra thì không phải là khó, thầy cũng nói thật về thế. Nhưng mà nhìn được các cái hướng đi, được chưa, là điều rất quan trọng. Vì lên lớp 11 các em còn phải dùng các cái biến đổi này để các em biến đổi phương trình. Đó, cho dù bài toán gì đi chăng nữa thì cái việc phân tích và nhìn ra được ấy, các cái hướng đi, các cách giải là điều rất quan trọng. Đó, các em có thể ghi cho thầy một số cái dấu hiệu ý vào nhé. Câu C của chúng ta như vậy là hoàn thành, các em nhớ chưa? Cái việc mà sinh ra nhân tử gì đấy, các em để ý một số cái cách để ý nhân tử. Câu D. Với câu D thì câu này thì nó không khó lắm đây. Câu này thì các em sẽ nhìn ra hướng biến đổi ngay. Câu D nhá. Nào câu D. Câu D thì các em sẽ nhìn thấy thừa số chung luôn. Đây là cái hướng mà các em hay thấy khi phân tích lượng giác. Thì chúng ta viết luôn câu D nhá. Đây. Câu D bạn có thể đặt được luôn thừa số chung là ấy, tức là cốt đúng không? Và ấy, tức là sin. Thế thì bên trong bạn sẽ nhìn thấy luôn, câu này cho điểm thôi, không có gì khó. Bạn sẽ thu được bên trong chỉ còn có cốt bình, bạn trừ đi sin bình. Đến đây bạn nhận ra công thức thật, đúng rồi. Thế thì ở chỗ này bạn nhận ra là ấy, tức là cos 2x. Không có nhẽ bây giờ chúng ta lại để cái đáp án là cốt x nhân sin x nhân cốt 2x à? Vẫn dài, chưa tối ưu. Thế thì lại thấy cốt đứng bên cạnh sin. Thế thì ta lại nghĩ đến công thức nhân đôi tiếp. Thì chúng ta có 2 sin cốt, đúng không? Tự nhân 2 vào, tự chia 2 xuống. Đây chính là 1 phần 2 sin 2x. Chắc là các em biết rồi đấy, đúng không? Quen rồi.
đúng không? Rồi, đến đây vẫn chưa dừng lại ở đó đâu, vẫn dài. Tiếp tục này, bây giờ mình lại tiếp tục mình vay 2 đi. Có nhìn thấy sin 2 cos 2 không? Vẫn là công thức nhân đôi đấy các em. Tiếp tục vay 2. Suốt ngày vay rồi nợ, nợ rồi lại vay. Này có hiểu không? Đến đây nhá, tiếp tục lại vay 2. Vay 2 thì chỗ này mình lại bắt đầu mình lại viết thành, thôi thầy viết sang đây nhá, không là nó dối đấy. Viết xuống dưới nhá. Lại vay 2 tiếp. Thì chỗ này chúng ta sẽ viết thành 1/4 2 lần sin 2 cos 2. Và đến đây ta lại thấy công thức nhân đôi ở đây. Đấy. Có rất nhiều bài nhá, nhân đôi liên tục ấy. Ta sẽ có 1/4 của sin của góc nhân đôi, trong trường này là sin 4x. Đến đây là gọn nhất rồi. Mọi người có hiểu được ý chỗ này không? Nào hiểu được chưa? Thế nhắc lại này, chỗ này đặt được thừa số chung thì có cos 2 này. Chỗ này sin cos thì mình viết, tức là mình tự nhân 2 chia 2 ấy, mình vay ấy. Chỗ này mình sẽ còn có 1/2 sin 2. Thì chỗ này lại nhìn thấy dấu hiệu cứ sin cos đi cạnh nhau là nhân đôi mà. Lại tiếp tục lại nhân tiếp, lại nhân 2 chia 2 xuống. Thì ta sẽ có 1/4 sin 4. Đến đây là gọn nhất rồi, chắc là không thể gọn hơn được. Đó, có hiểu được không? Được chưa? Không hiểu, cố mà hiểu nhá. Câu này thì cũng không khó lắm. Được chưa nhỉ? Nào, ra đến với câu cuối cùng nào. Cho thầy hỏi tí không phải chứ. Cái chỗ 4 chỗ này, mình có được phép mình rút 4 không? Nhiều bạn ở thưa thầy, hay là chỗ này mình rút 4 luôn. Cái kết quả của em là chỉ còn có sin x thôi. Có được không? Bậy nha, bậy nha. Làm thế là sai nha, sai nha, cẩn thận nha. Cái lượng giác này không phải là rút gọn tùy tiện được đâu nha. Cấm, cấm tiệt. Không, không, không chơi cái trò rút ở trong rút ở ngoài thế đâu nha. Rút kiểu ý là tôn ngộ không đấy, là 72 phép biến hóa là chết đấy, không ổn đâu. Công lượng giác là không được tự bịa kiểu ý đâu. Bịa kiểu ý là sai luôn đấy. Được chưa? Hiểu, hiểu không? Hiểu không? Bây giờ câu câu E nha. Câu E này thì chúng ta sẽ viết là đây. Theo công thức lúc nãy chúng ta đã chứng minh được trong bài trước, em có thể vận dụng luôn, không cần làm lại nữa. Thì chúng ta có 2 mở ngoặc sin mũ 4 cộng cos mũ 4, các em có 1 trừ đi 1/2 sin bình 2x. 1 trừ 1/2 sin bình 2x, các em xem có đúng không? Thế còn sin mũ 6 cộng cos mũ 6 thì chúng ta có luôn 1 trừ đi 3/4 sin bình 2x. Xem lúc nãy có phải là thầy chứng minh ra thế này không? Các em xem thừa nhận luôn, điền vào đây cho thầy. Mọi người xem lại bài trước hộ thầy đi, xem có đúng như thế không? Một cái thì là 1 trừ 1/2, một cái là 1 trừ đi 3/4, đúng rồi, sai được đâu. Bây giờ các em thu gọn đi hộ thầy tí là ok. Cái chỗ này lúc nãy em đã làm rồi, em được phép thừa nhận luôn, không sao cả. 2 nhân 1, trời, 2 nhân 1 là 2, 2 trừ 1 còn 1. 2 nhân 1 là 2, 2 trừ 1 còn 1. Rồi, tiếp tục chỗ này chúng ta có trừ, trừ nha. 2 nhân vào như vậy, 2, 2 là chết nha. Như vậy là chỉ còn có trừ 1. Rồi, chỗ này tiếp tục này, chỗ này là cộng 3/4. Đúng hồn, nào, phở hồn, đúng không? Đúng hồn, đúng hồn, phở hồn. Được chưa? Cộng 3/4. Và các em thu gọn đi một tí thì kết quả của chúng ta chỉ còn có âm 1/4. Đúng không? Đó. 1/4. Một trừ 1/4. Đúng không? Sin bình 2x. Đến đây nhá. Một là đến đây em có thể dừng. Em thích thì em dừng. Hoặc là đến đây thì em cũng có thể hạ bậc tiếp. Thì chỗ này tùy người. Bạn nào thích hạ bậc thì hạ tiếp cho vui. Được chưa? Hạ bậc thì em sẽ đưa về công thức cos 4x ấy, giống như bài trước. Theo thầy thì em làm thế nào được? Thì chỗ này thì là tùy bạn nhé. Hoặc là còn có thể có một cách phân tích nữa, đó là sin bình 2x thì chính là 4 lần sin bình cos bình. Như vậy bỏ 4 đi thì có thể viết là 1 trừ sin bình cos bình cũng đều ok. Như nhau ấy mà. 1 trừ 1/4. Tốt nhất hạ bậc đi nhé, vì người ta thích hạ bậc mà. Sin bình hạ bậc 1 trừ cos 4x, đúng không? Hạ bậc tăng cung lên 1
1 trừ cốt 4x. Rồi ok, và các em tự rút gọn nốt cho thầy nhé. Đó, chỗ này thì là xong này. Đó, thì các em chỗ này em nhân tung vào một cái thì là ra kết quả. Chỗ này giống bài trước rồi, không có gì khó khăn nữa. Rồi, như vậy đến đây là mọi thứ đã xong. Nhớ là chỗ này tự làm được nốt nhé. May quá, trời ơi. Rồi, như vậy là chúng ta xong cái công thức nhân đôi và nhân ba hạ bậc. Đấy, thầy đã cho rất nhiều các cái bài tập quan trọng. Thấy không? Chúng ta, các em có còn muốn là học được thêm nốt cái bảng tích thành tổng với tổng với tích không? Bây giờ còn tiếp, còn thu nạp được thêm kiến thức không? Nào, thì học tiếp. Tại vì công thức này không phải là cứ một sớm một chiều là có thể nhớ được luôn đâu. Được chưa? Thầy cũng không yêu cầu là phải nhớ luôn cùng một lúc. Quan trọng là các em ứng dụng được, hiểu được, đó, làm được bài. Còn nhiều người lượng giác học cả mấy tháng chưa chắc đã nhớ hết thật đi. Được chưa? Thế nên là với bài của thầy mà thầy chỉ sợ là nếu như mà dạy luôn một phát thì không biết là có nhớ được hết không ấy. Đó. Chứ nếu mà em lại nhớ được luôn một phát đâu thì mình lại giỏi quá. Đó. Thầy xem nào, xem có nhớ được luôn không, mấy giờ rồi. Bây giờ đang là bao nhiêu? Bây giờ đang là 22 giờ 28. 22 giờ 28. Được chưa? Có khi là cái bảng tích thành tổng với tổng tích hay là không sao học ấy nhỉ? Được chưa? Không sao đâu. Tại vì thầy nói thật với em, ngày xưa công thức lượng giác này phải học ít nhất là phải mấy tiết. Chứ một bài mà học được luôn nhiều công thức thế này, học được ngần vừa rồi thôi đủ hiểu là cũng giỏi lắm rồi. Hiểu được thế là đã giỏi lắm rồi thật. Đó, các em chỉ cần hiểu 80% thôi, như vậy là rất ok rồi. Chỉ nếu bây giờ mà hành học được luôn phát nghẹt chết, không ổn đâu. Đó. Thế cứ từ từ được, không sao đâu. Cứ học từ từ thôi. Cái bảng tổng thành tích và tích thành tổng, cái bảng ấy nó hơi dài đấy. Mà về sau cũng dùng đến đấy chứ không phải là không. Nhưng mà thường là cái bảng nhân đôi và hạ bậc này dùng nhiều. Cái bảng này ngắn gọn thì dùng nhiều hơn. Còn cái tích thành tổng kia thì nó nhìn rõ cái dấu hiệu luôn rồi. Thế thì cái đó cũng có cách nhớ, cách học cả. Thì chắc là các em cũng đã biết cách nhớ rồi. Cái mà cốt cộng cốt bằng hai cốt cốt ấy, cũng nhớ luôn. Chưa? Hôm nay cũng đã có rất nhiều thứ phải nhớ rồi. Thôi, chắc là lần sau. Thầy sẽ cố gắng là lần sau của khi mình vận dụng tiếp. Trước khi sang bài lần sau thì thầy sẽ cho các em thêm, luyện tập thêm một số cái câu hỏi trắc nghiệm nữa nhé. Đó. Thì hôm nay chúng ta phần công thức và bài tập tự luận thì tạm thời là dừng ở chỗ này. Thì bây giờ các em cùng nhìn lên bảng. Thầy sẽ cho các em thêm một vài các câu hỏi ở trong cuối bài trắc nghiệm nhanh. Đó, và các em trả lời cho thầy kết quả. Thế là xong nhé. Nào. Các em cùng nhìn tiếp tục vào màn ảnh cho thầy nhé. Rồi. Chúng ta đã làm được những bài này chưa nhỉ? Nào xem nào. Anh nhìn xem ổn chưa? Rồi, ở đây chúng ta có một số cái câu hỏi trắc nghiệm nho nhỏ. Nào, có làm được luôn không? Được chưa? Làm được luôn không? Quay cáo quá. Nhìn thấy chưa? Chưa? Ok. Rồi các em trả lời đi. Một số câu này là chúng ta phải làm được rồi này. Nào, chúng ta cùng làm nhé. Thầy sẽ hướng dẫn. Chưa? Cùng làm. Đây là thầy hướng dẫn cho các bạn lớp 10 thì thầy sẽ hướng dẫn từ từ cẩn thận, các em cứ bình tĩnh mà làm, không 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 vội. Nhìn bảng. Nào, chúng ta có câu 1 rút gọn biểu thức a bằng sin 3x cộng với cos 2x rồi trừ sin x, tất cả chia cho cos x rồi cộng sin 2x và trừ cos 3x. Bài này chúng ta nhìn thấy cái dấu hiệu đó là
ở trên tử và dưới mẫu ấy thì đều có các cái góc rất là giống nhau nhá, 1 2 3. Ở đây thì em phải muốn làm được bài này em lại phải dùng công thức tổng thành tích. Tức là bài sau nếu bạn nào có khả năng làm được luôn thì làm nhá, còn nếu không thì phải áp dụng tổng thành tích ở đây thì mới làm được. Hiểu hiểu không? Đó. Không sao, thì mình có thể áp dụng trước luôn nhá. Đó, không sao, tại vì câu này thầy đang định soạn theo kiểu là làm được luôn hết tất cả công thức xong thì làm luôn bài này ấy mà. Thì không sao. Bây giờ thầy dạy các em cách ghép nhá. Ở đây chúng ta sẽ áp dụng tổng thành tích. Thì cái trong công thức tổng thành tích thì chúng ta có cốt cộng cốt này, cốt trừ cốt đúng không? Sin cộng sin và sin trừ sin. Thế giờ các em sẽ ghép cho thầy. Sin thì nó phải đi với sin. Đúng không? Đó. Thế đây hai cái sin này đi với nhau, ở dưới hai cái cốt này đi với nhau. Thế kia. Ghép vào chúng ta được như thế này. Sin trừ sin. Sin 3x trừ sin x. Ở đây có các cái sin, các cái cốt rồi ghép lại thôi. Cộng cốt 2x không khó lắm đâu, bình tĩnh. Cốt x trừ cốt 3x. Chỗ này là cộng sin x. Thế thì theo như cái cách nhớ của cái bảng tổng thành tích thì các em cũng đã biết rồi. Đó, cốt cộng cốt là hai cốt cốt. Cốt cộng cốt là hai cốt cốt. Cốt trừ cốt là trừ 2 sin sin. Sin cộng sin là 2 sin cốt. Sin trừ sin là 2 cốt sin, nó nhớ chưa? Đó, đúng không? Rất quen đúng không? Như vậy cốt cộng cốt là 2 cốt cốt. Cốt trừ cốt là trừ 2 sin sin. Sin cộng sin là 2 sin cốt. Sin trừ sin là 2 cốt sin. Nhớ chưa? Nó có vần cả rồi. Sin trừ sin là 2 cốt sin. Xong. Nửa tổng viết trước, nửa hiệu viết sau. Đúng không? 3x cộng x thì là 4x. Chia đôi đi, gọi là nửa tổng. Như vậy chia đôi là còn 2 luôn. Thầy làm viết luôn nhá. Công thức người ta dạy là A cộng B chia 2 mà. A chia B chia 2. Thì mình đọc ngắn gọn là nửa tổng viết trước, nửa hiệu viết sau là nhanh nhất. Hiệu nhá, thì là còn 2 thôi. Chia đôi là còn 1. Hai góc, chỗ này nó lại ngược với đều. Đấy. X cộng x, 3x, 4x, 2x. X, trời ơi, trừ x trừ đi 3x là trừ 2x, trừ x chia đôi còn x. Trời ơi, dấu ơi là dấu, sợ quá. Trời ơi má ơi, nào. Như vậy là x trừ 3x là trừ 2x. Trừ 2x chia đôi là trừ x. À nhưng mà xin đẩy dấu trừ ra ngoài. Như vậy viết thành x đi. Thế thì chỗ này hết trừ. Há há. Đúng không? Trừ đẩy ra ngoài. Thế chỗ này chúng ta chỉ còn có cốt 2 này. Và chỗ này là sin 2. Thì đến đây các em biết thừa là đặt thừa số chung là mọi thứ kết thúc. Các em đặt cốt 2 là chung. Bên trong còn 2 sin cộng 1. Ở dưới các em đặt ấy là chung. Đặt sin 2 là chung đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ có 2 sin cộng 1. Vui quá. Rồi như vậy hai cái chỗ này mày chết chưa? Chết rồi nhá. Thì chúng ta sẽ chỉ còn có cốt 2 trên sin 2. Thì là cotang 2. Cotang 2x. Trời ơi, rồi xong. Đáp số. Đáp án. Rồi nhìn thấy cotang 2x chưa? Đáp án cần chọn là đáp án C. Đúng chưa nhỉ? C. Rồi không biết chọn toàn C. Xong. Thực ra ấy, với các bạn lớp ở đây một số bạn bảo thưa thầy là mình có được không biết mình chọn toàn C hay không? Em thích em cứ chọn đi. Được chưa? Nhưng mà ăn ở cả thôi, thầy không biết đâu nhá. Được chưa? Rồi, ngoài ra thầy ơi, mình có thể thử đáp án được không? Thực ra thử thì cũng được, nhưng mà với các bạn lớp 10 thì thầy khuyên là các em nên học cẩn thận, biết nguồn gốc công thức một chút thì nó sẽ tốt hơn. Vì không phải về sau câu nào người ta cũng sẽ cho em kết quả để thử đâu. Nhỡ người ta có giấu kết quả đi thì sao? Có nhiều bài về sau người ta trùng máy tính hoặc là nó kết quả người ta không rõ ràng tường minh thế này đâu. Người ta lại lồng thêm các tham số ABC, MLM vào xong rồi người ta đánh đố các em đi thì kiểu gì các em vẫn phải học thôi. Thì mình có công thức trong tay mà mình không phải sợ. Trừ khi mình ấy quá không biết gì cơ thì cần phải thử. Ở đây thử thì cũng được thôi. Các em có thể chọn một cái giá trị x nào đó em thay vào đây. Nhưng mà miễn sao là nó phải xác định nhé. Cái A này xác định là được. Thế thì em có thể bấm cái A này. Em bấm cái A này em can cho x một giá trị nào đó. Mà nó phân biệt được bốn đáp án nhé. Em có thể chọn x bằng một cái giá trị. Ví dụ như là thấy cứ giả vờ như là pi chia. Đừng chọn đặc biệt quá nhé. Được chưa? Có thể chọn lượng giác hoặc là chọn bình thường cũng được. Ở đây các em mà chọn x bằng 0, thường là thầy chọn x bằng 0, x bằng 1, nhưng mà 0 thì không được rồi. Ở đây chọn 0 thì bốn cái này để cotang nó bằng cos trên sin. 0 nó không xác định. Thế là sai. Thế tùy bài đấy. Ở đây nó không xác định. Cos trên sin, sin 0 bằng 0 mà chết ngay. Như vậy em có thể chọn, thầy ví dụ em có thể chọn pi chia 4, pi chia 3, pi chia 6, chọn những cái mà nó đừng có lẫn với ai quá là được.
Đấy là cách thứ nhất, chọn một giá trị đại diện, bấm máy tính radian rồi can cho cái số này. Xong rồi viết cái số đó ra nháp xem nó bằng bao nhiêu, rồi thay nốt cái số đó vào các đáp số, thằng nào ra trùng mình một cái là ôm. Cái đó thì cũng được nhưng phải làm nhanh nhé. Cái việc đó thì trong các bài trắc nghiệm thầy cũng đã dạy các em nhiều rồi. Thầy nghĩ là chỉ trừ những cái bạn nào mà mất gốc quá, hoặc là các anh chị nếu mà chuẩn bị, nếu mà về sau mà tổng ôn ấy, nếu mà không muốn biến đổi nhiều ấy, được chưa, các anh chị coi như đã biết công thức rồi thì không sao, thì cho phép có thể như thế. Còn với các bạn lớp 10 thầy khuyến khích là các em cứ làm cho thầy bình thường để cho nó hiểu đi đã. Còn tất nhiên về sau nếu còn thời gian thầy sẽ dạy tiếp cho các em. Các cách này thì không có gì khó cả, chỉ cần biết cách làm một cái thì câu nào cũng làm được. Nhưng với điều kiện là phải có đáp số. Hiểu không? Không có đáp số phát tịt mù ngay. Mà chết cái là 10 với 11 thì nhiều các thầy cô ra lớp vẫn yêu cầu các em phải trình bày rõ ràng. Điều này là cần thiết và đúng thôi. Chị em ra nói em bảo thầy ơi, ra bảo cô giáo ở lớp, thầy ơi, cô ơi, em chọn toàn C được không? Hay em thử một phát em ra C thôi, chết, cô tát vào mồm. Thế nếu ý lại bảo thầy, úi giời, bảo thầy suy dạy học sinh thì chết. Đúng không? Thầy làm gì là thầy cũng luôn luôn nghĩ cho cô học sinh ấy lắm, đúng chưa? Thầy luôn cẩn thận mà. Chứ học kiểu ý có ngày mất gốc sớm. Thật chứ, tùy đấy. Thế nên là biết thêm thì càng tốt, nhưng mà vẫn phải có gốc, nhớ chưa, chứ không được để mất gốc. Nhớ chưa? Cái này không khó. Ngoài ra em không thích chọn lượng giác, em có thể chọn một số, em chọn một số nguyên đẹp nào đó, em chọn 1 2 3 em thay vào cũng được, cũng không chết được đâu. Trong trường hợp này em theo thầy có khi thầy chọn 1 2 3 thì thay vào đấy. Em thử em cũng phải biết đấy. Được chưa? Không phải là không biết gì đâu. Em thử thay con 1 vào đi, có khi nó ra nhanh hơn đấy. Được chưa? Thay con 1 vào một cái thì bấm thì thấy cái đề bài và đáp án nào nó bằng nhau một cái biết ngay mà. Đó. Cái này thì các bạn đều thông minh, có máy tính hết cả rồi. Đấy, nói thế là hiểu gì? Chọn số 1 đấy mà thầy. Được chưa? Thầy dặn như thế cứ thế mà làm nhé. Được chưa? Hiểu không? Được chưa? Bây giờ câu số 2 nào. Úi giời chết. Nào, ta đến với câu số 2 nào. Đẳng thức nào sau đây thì là đúng? Cái chỗ này thì phân tích ra một cái thì là xong thôi. Cái phân tích nhá, công thức này là công thức gì nhở? Công thức cộng cung hôm qua vừa học xong. Em có nhớ cốt của A cộng B không? Sin công thức cộng cung cốt là cốt sin sin gì? Cốt là cốt sin sin. Mà cốt thì nó lại đối trừ. Như vậy đây đang cộng thì chỗ này phải trừ. Loại đi chỉ còn có B và D thôi. Thế thì chúng ta có cốt A cốt B trừ sin A sin B. Em lấy máy tính em bấm một cái em biết ngay. Cốt của B chia 3 nó bằng 1/2. Còn sin của B chia 3 thì nó bằng căn 3/2. Vậy nhanh chóng bài này giúp cho các em chọn được đáp án đó là D. Câu này dùng công thức hôm qua vừa học xong nhá, để chốt. Ngoài ra tất nhiên chúng ta vẫn có thể thử cho bố cái số, em có thể cho cái số A này bằng một cái góc nào đó, có thể là lượng giác hoặc là chọn 1 2 3 tùy ý, giống như thầy vừa cho lúc nãy. Em có thể bấm vế trái và vế phải, cho A bằng 1 hoặc là A bằng 2 3 gì đó. Hai vế bằng nhau là ok. Nhưng mà nhớ là cái đó nó cũng hơi hi hữu đấy nhá. Coi chừng nhỡ về sau mà 4 đáp số mà lại bấm ra mà hai vế nó cùng giống nhau hết là chết đấy, là toang đấy. Không thiếu trường hợp gì đâu, có đầy trường hợp em bấm thay một số vào rất có thể nó đều đúng, nó đều bằng nhau, nhưng phân tích của nó lại là sai thì sao? Tại vì chắc gì đã giá trị hai bên bằng nhau mà đã là biến đổi đúng. Cái lượng giác này nó chết cái ở chỗ là không phải là cứ nằm ở mỗi cái giá trị mà nằm ở cái biến đổi là đúng. Còn bằng nhau á, 4 đáp án nó vẫn có thể ra bằng nhau. Hiểu không? Đấy, thì chỉ cần người ta không thích lừa thôi, lừa phát chết ngay. Đấy, người nào mà người ta ra đề mà khéo ấy thì các em chết. Đó, còn ở đây nếu mà may mắn ấy thì các em không chết. Hiểu ý của thầy không? Đấy, nói thế là hiểu rồi ấy gì? Lớp 10 đủ lớn là hiểu rồi. Đây, nói thế là hiểu. Đó, nên câu này các em cứ biến đổi bình thường là nó ra. Không khó đâu. Được chưa? Đó, em có thể, nếu thích thì có thể thử. Câu hỏi số 3. Câu này các em rút gọn cho thầy. Cái này là ôn tập kiến thức hôm qua thôi. Đây là một số cái góc đặc biệt. Đúng không? Góc đặc biệt hôm qua vừa học xong đấy. Bạn nào rút gọn nhanh cho thầy nào. Chúng ta có như sau. Ở chỗ này là sin của bi cộng x. Đây là lẻ bi.
Lẻ pi thì em bỏ pi cũng được, nhưng mà em phải để lại dấu trừ. Trừ sin x. Cốt của pi chia 2 cộng x hơn nhau tuổi 90, sin thì thành cốt, một cốt là trừ sin. Cái này ra trừ sin, hôm qua vừa học xong, trừ trừ thành cộng sin. Cotang và tang thì cotang để bỏ cái 2 pi đi. K pi là bỏ theo lý thuyết tuần hoàn hôm trước ấy. Chúng ta có cotang trừ x trừ cotang x theo tính chất đẩy dấu trừ được. Tang của 3 pi chia 2 trừ x thì viết thành pi cộng pi chia 2, nhưng mà trong tang này bỏ pi rồi. Như vậy chúng ta chỉ còn có phụ chéo, đó là tang của pi chia 2 trừ x thì nó lại chính là bằng cotang x. Ôi may quá, trời ơi, quá là may ở chỗ chúng đâm đầu với nhau chết hết, không còn ai sống sót trên cuộc đời này, đúng không? Đó. Chết như dịch. Nhìn thấy không? Đấy. Thấy chưa? Đó. Như vậy chúng ta chỉ còn có đáp án A chính xác. Đó, bạn nào thử cái gì đó em có thể tự thử nhé. Đó, ở đây thầy hướng dẫn để nhớ lại kiến thức hôm qua đã học. Được chưa? Trong bài trước đã học ấy. Nhớ được chưa nào? Đó, câu này đáp án A. Ok. Rồi. Chuẩn rồi đấy, bạn nào ra A là ok rồi. Câu hỏi số 4. Người ta cho tang alpha bằng 2, biết là alpha thuộc từ trừ pi đến 0, tính cốt. Các em có cái công thức rồi đấy. Đó là 1 trên cốt bình thì lại bằng 1 cộng tang bình, đúng không? 1 trên cốt bình thì bằng 1 cộng tang bình chứ gì? Công thức hôm qua học rồi. Cái này thầy gợi lại một tí cho nhớ, lại ôn tập hôm trước này. Thay số vào. Như vậy chúng ta có 1 trên cốt bình ở đây bằng 1 cộng vị 4, như vậy là 5. Vậy giúp cho các em tính ra được cốt bình của em là bằng 1 phần 5. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là bây giờ lấy âm hay dương. Được chưa? Đây này, còn cộng hay trừ không biết. Thì để ý cái alpha. Cái alpha trong trường này nó mới buồn cười. Cái alpha ở đây nhớ, nó lại là, nó lại từ trừ pi đến 0. Thì nó lại là hợp lại của hai góc phần tư cơ, chứ phải một góc phần tư. Hôm qua có một số bạn đã hỏi câu này rồi, bảo thôi thầy, một góc phần tư thì không sao, đây hai góc phần tư, sợ quá thầy. Được chưa? Là làm nào thầy? Thế thì không đây này, trừ pi, đây là chiều âm này, đây chiều dương này. Thì chiều âm của em, xem quay xuống dưới đi. Thì đây là trừ pi này. Tức là đang tính ở trên cái vùng vùng thầy gạch sọc ấy này. Tức là cái góc alpha này của em nó sẽ là một cái mà nó đậu, nó que từ, nằm trong góc phần, nằm trong cái mặt phẳng phía dưới. Đấy. Tức là đây là 1, 2, thì đây là 3 la mã, đây là 4 la mã. Cái góc này nó là sự hợp lại của cả 3 la mã, 4 la mã. Đấy thì nó mới vui chỗ này này. Đây là trục sin, đây trục cốt nhá. Thế thì theo như các em đã biết thì trên cái 3 la mã, 4 la mã này thì cái sin của em ấy là chắc chắn âm. Còn cái cốt của em thì nó lại có thể âm, có thể dương. Trời ơi. Đấy. Thế không cẩn thận nhiều bạn đi thi còn khoanh cả cộng trừ cơ, nhưng mà chưa chắc đúng. Các em nhớ dấu của tang thì là dấu tích dấu của cả sin cốt. Thế mà trên vùng này các em lại biết là do alpha thế này, thế nên sin của em phải âm. Mà sin pha phải âm, mà tang thì lại dương rồi. À như vậy em dễ dàng suy ra được. Đây này, đấy, nó có cả đấy, chứ không phải là chọn cả hai đâu, chọn cả hai trong trường này lại sai. Sợ lắm. Chỗ này nó thuộc về lý thuyết, chứ không phải là thuộc về tính toán ra hay không. Bấm cái kiểu dị ra, tính cái kiểu dị ra, nhưng không biết chọn cái nào đâu. Được chưa? Đấy, thì từ đây ta viết ngay là cốt này của em là nó phải âm. Âm thì em chọn cho thầy cốt alpha bằng âm 1 trên căn 5. Đấy, chốt bài này. Các con hiểu không? Đó. Thế nhắc lại nhá, nếu bây giờ đáp số mà có cộng trừ con cũng không được khoanh đâu. Con khoanh cộng trừ vào nó con chả hiểu gì, mà con không biết tại sao con sai đâu. Nó đâu phải dựa dấu của những người khác nữa. Không phải sống một mình được đâu. Đấy. Nhìn đi không? Thì tốt nhất cẩn thận là con mà thích thì con vẽ ra cho nó chắc. Cho nên lưu ý nhá, có nhiều khi nó sẽ hợp lại của nhiều góc phần tư khác. Đấy, sợ lắm. Không làm bừa được đâu, chỗ này làm bừa chết ngay. Đáp án cần chọn của con là âm. Âm, xong nhá. Nó không làm bừa được đâu. Tính cái kiểu gì nó ra, nhưng mà quan trọng là phải giải thích được thế nào cơ. Đó. Không quá dễ đâu nha. Chưa? Rồi, đấy. Đấy là một cái thầy chú ý thêm. Có thể là hôm trước thầy biết đâu thầy chưa nói thì sao? Đúng không? Đó. Rồi. Còn nếu mà không có điều kiện gì á, thì lấy cả hai thì còn gì nữa, đúng không?
5. Nhìn bảng nhé. 5. Mệnh đề nào là sai? K thuộc Z, từ K nguyên. Đây là công thức chu kỳ. Theo công thức chu kỳ thì sin cos được tuần hoàn với chu kỳ là nguyên chẵn lần pi. Còn tan cô tan thì chỉ cần nguyên lần pi là được. Ở đây chúng ta thấy ngay theo công thức chu kỳ nhé. Thì cái K2P này em bỏ đúng không? Như vậy cái A này là đúng nhé. Nhưng mà cái cos này này, cái cos này thì nó không phải là KP được. Tại vì chỗ này K là nguyên, nhưng mà nếu mà chẵn thì nó đúng, lẻ nó sai. Như vậy đáp án của chúng ta sai một phát là biết ngay đáp án B. Tang và cotang các em lưu ý, tang và cotang chỉ cần nguyên lần pi là được, cho dù chỗ này KP, KP thì nó đều đúng hết. Nhớ chưa? Đó. Nhiều bạn đã bảo thưa thầy, em tưởng tang cotang nó phải KP chứ. Ô thì KP thì nó cũng thế, tương tự mà. Phải hiểu nó rõ ra. Chỗ này hiểu được không? Nhiều bạn đã tra bảng để bảo thưa thầy em thấy làm gì có KP ở đây. Ôi đấy, cái chỗ này phải hiểu nó phải sâu sắc hơn vào. Nó chỉ cần biết là nguyên lần pi chú ý là được. Hiểu không? Đó. Câu 5 là xong. 6. Câu này cũng không khó. Câu này chúng ta vừa học xong đây. Các em có sin rồi. Thì các em tính được cos. Và từ đó các em sẽ tính được sin 2 alpha. Câu này lúc nãy thầy vừa cho các em xong. Các em có thể làm được nhanh nhé. Đây là góc phần tư thứ nhất cả nhì sin. Đây là góc phần tư thứ 3. Từ pi đến 3pi chia 2 góc phần tư thứ 3. Nhất cả nhì sin tam tang tứ cos. À như vậy là góc phần tư thứ 3 này thì cái cos của em là âm. Âm. Như vậy sin âm, cos cũng âm. Đúng không? Các em tự tính ra cos, sau đó các em bấm 2 sin cos. Thì âm âm nó lại là dương đúng không? Dương. Như vậy chúng ta đáp số chắc chỉ có hai cái người này thôi, dương. Đáp án cần chọn là B, 4 căn 2 trên 9. Dương. Các em tính ra kiểu gì cũng một trong hai cái này này thì chúng ta sẽ đáp án sin alpha của em phải là dương. Tại vì bài này tính ra cos âm luôn mà. Câu này không khó, các em tự làm được vì theo đúng như bài đầu tiên. Vừa học xong nhá, câu này tự làm. Bởi được chưa nhỉ? Là bởi sin cộng cos bằng 1, hỏi tính giá trị biểu thức sin của alpha cộng pi chia 4. Công thức này thuộc về công thức đặc biệt hôm qua vừa học xong. Còn nhớ không nhỉ? Thầy đã chứng minh cho rồi. Cái này cũng là một cái lên lớp 11 cần nhớ này. Sin alpha cộng cos alpha hôm qua đã chứng minh được bằng căn 2 sin của alpha cộng pi chia 4. Chỗ này trừ thì đây là trừ. À may quá, nó hỏi cái này luôn. À như vậy thì chỉ cần chia bỏ căn 2 xuống ra xong. Ủa vùi quá. Thực ra là câu này gọi là nhớ lý thuyết đấy. Không khó đâu. Cái này hôm qua đã chứng minh được rồi. Thì muốn ra cái này may quá, chia căn 2 xuống. À như vậy là 1 chia căn 2. Tức là căn 2 chia 2 là vấn đề. Hiểu không? Hiểu được chưa? Là vấn đề. Học không trước rồi nha. Đó, cái này cũng cần phải nhớ đấy các em. Tất nhiên bài này còn một cách nữa các em. Không thiếu cách đâu. Em có thể tính, em có thể tìm ra một cái góc alpha nào đó thỏa mãn điều này này. Đây thí dụ cho alpha bằng 0. Đây này, sin pha sin 0 bằng 0 đúng không? Sin 0 bằng 0. Còn cos 0 thì bằng 1 đúng không? À như vậy thỏa mãn alpha bằng 0 thêm vào đây. Thì sin của pi chia 4 là đúng là pi chia 2 thật. À căn 2 trên 2. Hiểu không? Tức là chúng ta có thể chọn ra một góc alpha nào đó mà nó thỏa mãn cái này thì không khó. Được chưa? Không khó. Cũng có một cách nữa như thế, nhưng mà cách ý cũng, cũng lúc hơi ăn may. Nhớ biết đâu có lúc ra âm, có lúc ra dương chứ biết được. Được chưa? Rồi. Muốn tìm ra một cái góc alpha bằng 0 này không khó đâu. Thầy bày cho, các em có thể đem máy tính ở đây thầy hướng dẫn. Thầy đề phòng thêm ấy mà. Nhớ về sau chả nhìn ra cái gì thôi học. Gõ vào máy tính hộ thầy là sin x cộng cos x đi. À, trừ 1 đi, chuyển vế như thế này này. Rồi em biết là máy tính có cái chức năng son đúng không? Chức năng son hay còn gọi là shift can đấy. Hay còn gọi chức năng son đúng không? Shift can một cái, em cho x một giá trị tùy ý, ví dụ 0 đi. Thì máy sẽ trả lời cho em một cái giá trị nào đó. Thí dụ, nó có thể trả lời cho em x bằng 0 luôn. Hoặc là x bằng vân vân một cái số nào đó khác. Có nhiều giá trị lắm. Cái phương trình này này, máy sẽ giải hộ em. Và khi em biết cái số này rồi, thì em chỉ cần gõ tiếp vào màn hình máy tính là sin của x cộng pi chia 4 cho một cái. Em gõ thế này, thì máy sẽ hiện ra luôn là căn 2 trên 2. Lên lớp 11 thì các em mới học giải phương trình lượng giác. Tức là các em lúc đó các em mới học đó là tìm cái alpha này như thế nào. Đến lúc đó chúng ta sẽ tính. Còn bây giờ nếu như câu này mà nhỡ mà rơi vào trắc nghiệm ấy,
thì các em sử dụng shipcan hay chính là chức năng SOLVE trong máy tính. Đó là chức năng giải phương trình. Phương trình này có rất nhiều nghiệm hay còn gọi là có một họ nghiệm. Em chỉ cần ship SOLVE cho một số nào đó thì nó ra số nào em ôm số đó, sau đó em lấy số này em thay trực tiếp vào cái cần tính ấy, thì nó sẽ ra luôn. Em gõ luôn như thế này này, ra luôn. Ra trên này. Thì cái này thầy cũng đã dạy trong rất nhiều các cái bài giảng. Cũng trước đó thì cũng đã còn nói rồi. Đây là về cái chỗ phương pháp, chỗ giải nhanh trắc nghiệm. Đó thì các em cũng lưu ý thêm cho thầy cái này một chút nhé. Ở đây em thực ra em để radian hay độ đều ok cả. Nhưng mà theo thầy nên để radian vì chỗ này có pi chia 4 này. Nên để radian thì nó chuẩn. Được chưa nhỉ? Xóa nhé. Cái này có thể luyện tập thêm cho thầy cho nó chắc. Còn thực ra thầy dùng công thức thì nó đã ra từ lâu rồi. Câu này có làm được không? Câu này nói chỗ này thì nâng hơn một chút. Tính cho thầy một cái tổng từ sin bình 5 độ, 10 độ, 15 độ trên 85 độ. Có làm được không? Câu này vui đấy. Ôi giời ơi. Câu này sao có làm được không nào? Câu này nói thêm cho nên nhớ. Thực ra thì chỗ này chúng ta dựa vào quy luật đúng không? Có quy luật cả. Cái góc 5 độ và cái góc 85 độ là nó có một mối liên hệ không hề nhẹ rồi. Chúng ta biết là 85 cộng 5 là bằng 90. Nên hai góc này người ta gọi là hai góc phụ. Phụ nhau. Phụ nhau sin cái lọ bằng cốt cái kia. À như vậy. Sin bình 5 độ. Sin cái lọ bằng cốt cái kia. Như vậy sẽ bằng cốt của 85. Rồi bình lên. Hai cái này đều dương mà. Đó. Sin bình 5 độ thì bằng cốt bình của 85. Tương ứng thì sin bình của 10 độ thì sẽ bằng cốt bình của 80. Vân vân cứ thế mà cộng. Xem hộ thầy xem có bao nhiêu cặp rồi. Cứ đi theo kiểu này thì có bao nhiêu cặp rồi đấy. Đấy, tính kiểu ý là sao? Thì cặp nào em biết là nó lại sin bình 5 độ thì nó lại bằng cốt bình. Đúng không nhỉ? Đúng rồi còn gì nữa. À rồi, thế thì từ đấy em đổi hết đi. Em đổi hết đi. Thì tự nhiên sin bình 5 độ chúng ta lại có ở đây. Cốt bình 85 độ. Đổi hết đi. Như vậy toàn bộ nó ghép với nhau. Thì chúng ta sẽ có cốt bình 85 cộng sin bình 85. Đúng không nhỉ? Rồi cốt bình 80 cộng sin bình 80. Thì toàn ra bằng 1 hết. Toàn ra bằng 1 hết. Đó, thế là xong. Đấy thì theo gợi ý của thầy em tính ra xem bao nhiêu cặp. Thế là xong nhá. Được chưa? Lấy máy tính ra mà tính. Chỗ này có cái máy ở đây không nhỉ? Ở chỗ này tự tính nhá. Đó, xem bao nhiêu cặp dù dễ không. Chỗ này có cái gì khó đâu. Chỗ này dễ không. Không thể cho kết quả nhá. À thế bảo này khi ghép cặp thì nó có xem nó có chẵn số cặp không hay là nó có lẻ người nào ở giữa không? Nếu mà lẻ người ở giữa thì bỏ cái người ở giữa ra. Đúng không? Đó. Nên như vậy là cộng lại thì chúng ta thay hết vào đây này. Toàn 1 thôi mà. Toàn 1 thôi. Đó. Như vậy các em sẽ tính ra kết quả bài này của chúng ta sẽ có là 17/2. Được chưa? Kết quả tính ra là 17/2. Được chưa nhỉ? Đó, các em ghép theo cặp nhé, xem có bao nhiêu cặp đấy. Thầy gợi ý cho một chút như vậy. Nếu mà xem ở giữa nó có vừa đủ không, còn nếu mà lẻ ở giữa thì cộng thêm một người ở giữa ra thì cũng không khó lắm. Đúng không? Đó. Xong nhé, đấy là cái ý tưởng. Còn bài này có một cách nữa. Bài này có một cách nữa là các em có thể cho vào máy tính bấm cái phím sigma này. Các em bấm shift loga nó ra thôi. Shift log ấy. Đúng không? Nếu với cái máy 580 thì các em gõ cái chữ shift x ấy. Shift x gì ở phía bên tay phải một cái nó hiện ra cái chức năng tổng sigma. Đây chỉ là một tổng thôi. Các em gõ vào máy tính. Cái chỗ này số hạng tổng quát của chúng ta là sin bình x. Các em gõ sigma sin bình x với x của em chạy từ 5x đi. Ở đây nó có cái chu kỳ là 5, 10, 15, 20. Đấy. Được chưa? Thế thì 17 x 5 thì là 85 thật. 17 x 5 thì 85. Như vậy là bài này x của em chạy từ 1 cho đến 17. Để gõ thế này là ra luôn này. Ở đây thầy nhắc lại nhá. Đây. Như vậy ở đây là có đây em gõ cho thầy số hạng tổng quát. Tất cả các số hạng này nó đều có dạng đó là sin bình của 5x nào đó với x chạy từ 1 cho đến 17. Nó có quy luật thì em sẽ dùng cái này. Còn nếu nó bất quy luật thì em phải bấm từng cái thôi. Nhưng nó có quy luật em sẽ nhìn ra số hạng tổng quát. Em gõ vào máy tính như thế này. Sau đó em bấm một cái thì nó ra luôn 17/2. Xong. Thì đây là những bài tính tổng nhé. Chấm 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 ấy. Nó sẽ dùng cách này.
Nào nhớ chưa? Cái này thầy cũng đã dạy rất nhiều cho các bài giảng trước đó rồi, có thể xem lại đi, sẽ thấy. Thấy chưa đã? Đó, ta đoán được cái này này, từ 1 đến 17. Nhập các chỉ số này vào, gõ y hệt thế này là ra hết. Đấy, chưa là chức năng sigma. Bấm shift lock một cái là ra luôn. Đó, hoặc là em bấm shift x trong máy 580 ấy. Máy 580 nó có shift x một cái nó ra cái này mà. Hiểu không? Đó. Được không nhỉ? Đó, thế là xong nhá. Đó, còn nếu mà em tính theo cái số cặp. Đấy thì lúc nãy cái 85 này thì nó sẽ là 17 nhân 5. Đúng không? Như vậy là nó sẽ có 17 số. 17 số thì 17 số thì nó lẻ ra một số đúng không? Thế nó sẽ chỉ còn có 16 thì chia ra làm 8 bộ. 8 cặp. 8 cặp thì có giá trị mỗi một cặp cộng lại thì đều bằng 1. Như vậy dư ra một cái người ở giữa ấy mà. Một người ở giữa thì em tính ra thôi. Đúng không? Đấy thì 8 cộng 1 phần 2 đúng không? Cái người ở giữa là 85 cộng 5 là 90 chia đôi là 45 người ở giữa. Cái người ở giữa là sin bình của 45 ấy là 1 phần 2. Thế là 8 cộng 1 phần 2 ra 17 phần 2. Đấy, cái hiểu nguyên lý không? Đấy, nó cũng chỉ là khép khép lại thành công thức đi, không có gì khó đâu. Hiểu được không? Đấy, cái chỗ này. Như vậy là một bạn có thể dùng công thức chỗ này nhá. Bạn quy đổi đi rồi đưa về sin với cộng bình bằng 1. Bài này thì nó lẻ ra một người ở giữa. Đấy, thì là cái lẻ. Còn về sau nếu mà cảm giác mà dài quá không nhìn ra cái gì thì cho vào máy tính bấm cái này xong. Nhưng mà phải nhìn được quy luật nhá. Không dễ đâu. Trời ơi. Em phải làm nhiều, em mới có kinh nghiệm chỗ này. Đây thầy bày cho thêm. Học được xong cái bài này của thầy thôi, không chỉ nhớ được công thức mà còn nhiều các cái kinh nghiệm khác hay lắm. Đấy, thầy bày cho thế các cái khác tự làm. Đây, cái này tự làm này. Giờ cái này đi mà làm nhé, không chữa đâu. Nhớ đấy, chưa? Sin bình 10 độ, sin bình 20 độ, 30 độ, 80 độ. Trời, như vậy là 8 số. 8 số được cái giờ ghép 4 cặp hả? Xem các cặp nó có cái giá trị bằng nhau không? Có đấy. Rồi các cặp có giá trị bằng mấy? Quy đổi đi. Sin bình 80 thì bằng... Ôi giời, sin bình 80 thì bằng cos bình 10. À, như vậy giống như mà, tương tự. 4 cặp, à thì biết rồi. À, thế là xong. Thế thì đáp số đâu? Các bạn tự tính ra kết quả nhé. Tự bấm đây. Ngoài ra, các em có thể cho vào sigma. Bài này 10, 20, 30, 5, 10, 15, 80 như vậy là sin bình 10x. Với x chạy từ 1 đến 8. Gõ thế này vào máy tính đi. Ra luôn kết quả đấy. Đó, thế là xong. Đây là tổng sigma của các số hạng có dạng đó là sin 10x. Cái bình này gõ ở đây này, cái máy tính nó lại hiểu vui lắm, nó lại ở đây này chứ không phải ở đây đâu. Rồi, máy tính nó lại hiểu khác người mới hay. Rồi, như vậy là em bấm ra kết quả nhé, chỗ này em tự khoanh nhé. Thầy nghĩ ra đáp án thôi đấy. Đó, câu này là ok. Nhớ tự làm câu này làm được. Và câu cuối cùng là câu số 10. Các em tính cho thầy giá trị biểu thức P bằng tăng 10, tăng 20, tăng 30, câu này cũng không khó. Câu này lại tích liên tiếp một loạt đi vui. Thì chúng ta đều biết là 10 với 80 thì tăng 80 thì nó bằng cô tăng 10. Tăng 10 giữ nguyên. Tăng 80 nhá thì bằng theo phụ chéo mà, đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ có bằng cô tăng 10. Rồi, tăng 10 nhân cô tăng 10 thì lại luôn bằng 1 theo tính chất nghịch đảo. Thế thì tất cả những người này thì nó đều ra 1 thôi. Đúng không nhỉ? Tăng 20 nhân tăng 70 thế thôi. Toàn 1 ấy mà. Nhân lại với nhau. À thì bài này ra B đúng không? Xong. Đúng ra B không? Rồi. Đấy, các bạn có thể nhận ra một vài cái quy luật như vậy nữa để làm bài thêm. Như vậy là hết câu hỏi rồi. Thầy dành cho chúng ta 10 câu hỏi như vậy là xong rồi. Hết rồi. Mày quá. Trời. Đấy, mấy câu này thì em tự khoanh nốt kết quả đáp số cho thầy nhé. Theo phương pháp thầy đã hướng dẫn. Đấy. Rõ không? Mọi thứ đến đây là kết thúc. Xong nha. May quá. Đây xong rồi.
Rồi. Các bạn và các em thân mến, như vậy bài học ngày hôm nay của thầy trò chúng ta về phần tổng ôn công thức lượng giác, đặc biệt là dành cho tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn từ 10 chuẩn bị lên 11 phần thứ hai, thì đến đây đã kết thúc thành công. Trong bài giảng livestream ngày hôm nay thì thầy cũng đã cố gắng hướng dẫn cho các em cách nhớ các cái bảng công thức quan trọng, đó cách nhớ, cách học, đặc biệt là những cái bảng nào mà cần phải nhớ thì các em nhớ cho thầy thật là cẩn thận cho thầy, được không? Để về sau lên lớp 11 thì chúng ta có cái nền tảng thật là tốt. Những cái gì mà thầy đã dạy và hướng dẫn các em nhớ cố gắng xem lại, vì những cái gì cần thiết thì thầy mới hướng dẫn, chứ cái gì mà nếu mà không thi không học ấy, thì chả ai hướng dẫn làm gì cho nó mệt thôi. Nhớ chưa? Đó. Vậy nên là chúng ta xem lại thật cẩn thận cho thầy. Ngoài ra về nhà luyện tập thêm các bài tập khác nữa. Các em nhớ là chúng ta xem trong, có thể đăng ký trong các cái khóa học toán của thầy, khóa học toán lớp 10 này, khóa học toán lớp 11 này của thầy trên tuyểnsinh47.com. Thì hiện tại cái khóa học lớp 11 của thầy gồm đầy đủ cơ bản nâng cao trên tuyểnsinh47. Đó, duy nhất trên này nhá là đang chúng ta đang khai giảng rồi, đang mở cửa rồi. Thì các em nhớ nhanh chóng đăng ký, nhớ chưa nhỉ? Đó, vì chúng ta có thể quan sát thấy là cái từ cái 10 lên 11 này thực sự là một cái bậc thang có thể nói là tương đối khó và cũng rất là gian nan phức tạp. Có thấy không? Đó, bởi vậy để có được một cái gốc rất là vững chắc, vững vàng để về sau thi đại học là một này, và để cho chúng ta về sau có cái điểm số như mình mong muốn ở trên lớp, để dễ hiểu hơn như ở học trên lớp ấy, dễ hiểu khi học trên lớp. Đó, thì điều cần thiết là chúng ta phải có thầy hướng dẫn. Đó, chúng ta phải có nghị lực quyết tâm ngay từ bây giờ. Đó, lớp 10 lên 11 là thực sự là một trang vở mới rồi. Đó, là một bậc thang mới. Không còn dễ dàng và đơn giản, không còn mải chơi được như ngày trước đâu, thầy khuyên thật. Vì càng về sau rất khó. Đấy, vậy nên ai cũng luôn luôn là khuyên các em lên trên này là thật sự phải biết nhìn nhận. Lên trên này phải thật sự là tự giác và quyết tâm hơn rồi. Đó, thế nên là để cho về sau các em không bị mất gốc này, các em không bị ngập chìm trong những cái nguy hiểm này nữa, thì các em cố gắng và đăng ký theo học toán của thầy trên này. Đó, vì tất cả hầu hết về sơ các anh chị các thứ thì đều học theo khóa của thầy, thì hầu hết là kết quả đều rất là cao, rất là nhanh tiến bộ, kể cả mất gốc. Đó, và tất nhiên là học rất là dễ vào và thích học, thậm chí là còn về sau còn không những đã điểm cao mà lại còn cả các cái khó lượng giác này còn thích học cơ. Đó, các em cứ hỏi thì sẽ biết. Bởi vậy, các em nhớ đăng ký học toán của thầy. Trong này gồm khóa cơ bản và nâng cao thì thầy đã dạy 2 trong 1 trong này luôn rồi, với số lượng bài giảng cực kỳ nhiều và lớn. Bài của thầy rất là phong phú, đầy đủ và đa dạng, có thể phục vụ cho các em không chỉ từ các bạn yếu trung bình cho đến cả các bạn điểm cao. Các bạn học sinh lớp ban chuyên chọn đều có thể học được hết. Đó, và nhớ là thầy chỉ dạy duy nhất và có một khóa lớp 11 hiện tại nhé, đang duy nhất trên tuyểnsinh47.com thôi. Các em nhớ đăng ký trực tiếp ở trên này, không qua bất cứ một cái kênh nào hay trang nào khác nữa nhé, nhớ chưa? Và các em gọi vào để được nghe tư vấn, các anh chị sẽ giúp đỡ cho các em. Chứ không được đăng ký bảo bố mẹ dặn dò cẩn thận nhé, chứ không là tự nhiên đi đăng ký ở chỗ nào tận đầu tận đâu mà sai người, hoặc là nhỡ người ta lừa đảo các thứ là tội nghiệp lắm đấy, là khổ lắm, thầy không biết gì đâu. Thầy dặn dò nhé, không bây giờ nhiều trang lừa đảo giả mạo sợ lắm rồi. Nhớ chưa? Thật đó, đúng không? Không phải đùa đâu. Ok không? Rồi, trong khoảng thời gian còn đang được nghỉ và trong khoảng thời gian nghỉ hè, các em nhớ vừa vui chơi giải trí nhưng cũng không quên nhiệm vụ học cho thầy. Đi trước luôn luôn cũng sẽ có lợi hơn. Nhớ như thế. Rồi, hẹn gặp tất cả các bạn và các em trong những bài học lần sau. Thầy chúc các em luôn học tập thật là tốt, được không nhỉ? Trong những bài học sau, chúng ta sẽ cùng tiếp tục tổng ôn và tiến lên cái chương trình lớp 11. Hẹn gặp các em trong những bài lần sau nhé.